cùng với Databot thì Microsoft sẽ đi sâu hơn về cái phần sử dụng tự động hóa với AI Builder. Thì nhắc đến AI thôi là mọi người cũng đã có thể mường tượng ra được rồi, có nghĩa là nó sẽ tích hợp với các cái công nghệ xử lý dùng trí tuệ nhân tạo để mình tự động hóa quy trình. Thì hồi trước là mình tự động xây dựng quy trình tự động, ví dụ như là tự đọc email, email gửi đến thì nó email tự đến thì nó báo noti cho mình. Bây giờ thêm AI vào nữa, như kiểu GPT vào nữa, nó tự động tóm tắt email xem là ok sếp giao cho việc như thế nào. Thì cái này nó sẽ là một cái mà trong bộ công cụ AI Builder có thể làm được và giúp cho mọi người trong cái quá trình tự động hóa. Rồi mình đi lại một chút tổng quan qua để mọi người nhớ lại một chút về hình dung về tổng thể bức tranh của Power Platform nha. Nếu mà giả sử ai mà chưa mình chưa có thời gian tham gia buổi hôm trước, hoặc là bẵng một tuần rồi mình đang chưa nhớ lắm, thì ở đây sẽ thấy có Power App, Power Automate, Power Virtual Agent, Power Page và Power BI, 5 bộ sản phẩm chính của Power Platform. Và cái mà mình sẽ highlight ngày hôm nay đó là cái AI Builder ở trong Power Automate, có nghĩa là khi xây dựng quy trình tự động mình có thể kết hợp với cả các chức năng ở trong AI và sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào. Thì phần đầu tiên thì mình là ra thì không biết là chắc là giới thiệu lại nhanh một chút xíu, bởi vì có thể buổi hôm trước mọi người không tham gia, thì mình là ra, mình là Cloud Solution Architect của Microsoft trong Power Platform. Thì hôm nay phần đầu thì mình sẽ giới thiệu nhanh một chút về cái AI Builder là gì, nó nằm như thế nào trong Power Platform. Và nó sẽ được ghép trong cái bức tranh mà ví dụ như trong câu chuyện ngày hôm nay là quy trình tự động hóa với AI Builder hay là xử lý dữ liệu kết hợp với AI Builder như thế nào. Rồi, thì mọi người có thể nhìn thấy ở trên này, đây là một cái screenshot ở đây. Nó là một cái là khi mà mình sử dụng AI Builder để mình xử lý các dữ liệu. Ví dụ như là ở đây nó tự động đọc hóa đơn. Thì đây là sử dụng cái trí tuệ nhân tạo để nó giúp cho mình tự động hóa cái công việc nhanh hơn. Có nghĩa là nó sẽ tự động đọc được những cái thông tin ở trên cái hóa đơn của mình. Ví dụ như là vendor của mình là gì, người mua hàng, bên thanh toán, ngày, tháng hay là các cái giá trị trong cái hóa đơn. Thì từ đấy là thay vì là cái quy trình tự động là nó chỉ gửi hóa đơn đến kế toán thôi chẳng hạn, thì ở đây là nó tự động trích xuất hết các cái dữ liệu ra và nó gửi những cái thông tin dữ liệu đấy đến kế toán. Đấy, có nghĩa là kế toán nhận được một cái email, trong cái email có những cái thông tin này quan trọng. Và kế toán dựa trên những cái thông tin đấy mình có thể chủ động xử lý các cái dữ liệu, thay vì là ok nhận được cái email xong rồi lại phải mở cái file này ra. Thì đấy là cái mà AI Builder, cái chức năng của AI, công nghệ trí tuệ nhân tạo được tích hợp ở trong Power Platform. Thì hiện tại AI Builder, nếu mà mọi người nhìn thấy thì nó là một cái chức năng và nó đã được tích hợp và mọi người dễ dàng tìm hiểu và sử dụng nó ở trong các cái bộ sản phẩm ở của Power Platform, như là AI Builder ở trong Power App. Thì khi mà trong quá trình mọi người xây dựng một cái ứng dụng thì mọi người hoàn toàn có thể là add cái chức năng AI Builder vào trong cái Power App của mình. Có thể tìm ở trong cái Studio, nó sẽ có một số các cái mô hình để sử dụng trí tuệ nhân tạo mà lát nữa mình sẽ đi qua xem là AI Builder có cái gì. Rồi thì tương tự thì nó cũng sẽ có AI Builder ở trong Power Automate. Khi mà mình xây dựng app thì mình có thể add AI Builder, cũng như là khi mà mình xây dựng những cái quy trình tự động thôi, nó không liên quan đến app, thì mình cũng có thể sử dụng các cái chức năng AI Builder. Thì và cái AI Builder này á, thì nó sẽ được xây dựng, thật ra là cái nền tảng cái của nó là được xây dựng ở trên Azure AI. Thế nên là một số các cái gọi là chức năng, hoặc là sau này mọi người custom hoặc là dùng nhiều hơn trong cái nền tảng AI này, thì nó rất là mở để mọi người có thể connect đến cái Azure AI ở trong cái môi trường của Microsoft. Rồi, thế thì cụ thể AI Builder nó là cái gì? Trí tuệ nhân tạo ở đây nó có những chức năng như thế nào? Thì ở đây mình sẽ đi qua một số các cái chức năng chính mà mọi người sẽ tìm thấy ở trong AI Builder, ở trong Power Platform. Thì nó sẽ có chia ra là 4 phần. Mọi người sẽ nhìn thấy là bốn mục chính là về phần xử lý tài liệu, thì nó sẽ giúp cho mình có thể là xử lý các cái giấy tờ này, form này, ví dụ như là đọc form, processing form, có nghĩa là xử lý các cái giấy tờ tài liệu, hóa đơn mà mình nhận được này, email mà mình nhận được, hoặc là kiểu form hợp đồng chẳng hạn, thì nó có thể form processing. Rồi nó cũng có thể text, nhận diện chữ, có nghĩa là nó đọc chữ. Giống cái công nghệ mà OCR, nếu mà mọi người có thể nhớ mình đã tìm hiểu trên thị trường ấy. Rồi nó có thể có invoice processing, receipt processing, thì nó hơi tương tự như nhau. Có đọc giấy tờ cá nhân, ví dụ giống như là ID, thẻ chứng minh căn cước công dân của mọi người ấy,
thì nó giống công nghệ như là mọi người bây giờ một cái app ấy, khi mà mình đưa cái thẻ ID vào, nó có thể tự động nhận diện được các cái thông tin liên quan như là tên, số căn cước công dân, ngày tháng năm sinh của người này như thế nào. Để có, ví dụ như là giả sử mình có một cái quy trình để nhập liệu thông tin khách hàng, hoặc là nhập liệu các cái thông tin của liên quan cá nhân. Tương tự cũng là business card. Có một cái vision, cái thứ hai là vision thì nó sẽ là detect các cái object. Ví dụ như là có một số các cái use case của khách hàng ấy, là khách hàng họ có thể sử dụng để làm, để check cái giá hàng hoặc là cái cách trưng bày ở trong cửa hàng mua hàng của họ như thế nào. Nhất là một số các cái công ty retail hoặc là bán hàng ở trong siêu thị ấy, thì họ có những cái tiêu chuẩn để trưng bày hàng. Thì cái vision này cũng là một cái mà có thể dùng AI để chứng nhận xem là ok, cái gian hàng này nó đã được trình bày như thế này là được theo đúng bao nhiêu phần trăm của tiêu chuẩn. Cái thứ ba sẽ là prediction, có nghĩa là dự báo về tương lai. Thì nó sẽ dựa trên những cái thông tin, cái dữ liệu mà mình input vào trong cái AI, để AI họ có thể ví dụ như là dự đoán xem là cái khả năng mua hàng của khách hàng này bao nhiêu phần trăm, dựa trên các cái dữ liệu của lịch sử mua hàng của khách hàng hay là các cái dữ liệu mà mình input. Đấy, và cái thứ cuối cùng thì nó sẽ là cái mô hình của ngôn ngữ, có nghĩa là nó sẽ giúp để mình xếp hạng, gọi là đọc thì nhận diện ra các cái keyword, cái từ ngôn ngữ chính ở trong cái, ví dụ như là trong một cái email, hoặc là trong một cái hợp đồng, hoặc là trong một cái đoạn hội thoại, để có thể xếp hạng những cái gọi là phân loại những cái từ mà mình lấy ra ở trong đấy. Ví dụ cái này thì cái use case thường gặp nhất sẽ là sẽ là kiểu nhận diện cái gọi là cảm xúc của khách hàng khi mà mình nhận được một cái feedback, email feedback của khách hàng. Có nghĩa là khi mà nhận được một cái email feedback của khách hàng, sử dụng cái môi trường, cái mô hình này á, mình có thể đọc được xem là ok, những cái ngôn từ khách hàng đang sử dụng như là tôi rất hài lòng hay là tôi rất là không đồng ý là như thế nào. Thì để nó có thể xếp hạng xem là ok, cái feedback này nó là gọi là negative hay là positive, để gọi là đội ngũ chăm sóc khách hàng họ có thể chăm sóc tiếp theo. Rồi, thì ở trong AI model ấy, trong cái mô hình mà hồi nãy mình có nhìn, mọi người có thể nhìn thấy là bốn mục chính ấy, thì đấy là những cái model chính ở trong AI Builder. Và trong AI Builder, nếu mà khi mà mọi người bắt đầu làm quen với cả AI Builder á, nó sẽ có hai loại mô hình, có nghĩa là mô hình custom và mô hình pre-build. Thì có nghĩa là pre-build á, là mô hình đã có sẵn rồi, mọi người có thể sẵn sàng sử dụng ở trong AI Builder. Còn custom thì mọi người sẽ cần phải xây dựng và input nhiều thông tin hơn và dữ liệu hơn của mọi người để sử dụng. Rồi thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy cái đầu tiên nó sẽ đi qua là custom model đúng không ạ? Thì đối với custom model ở đây mọi người sẽ nhìn thấy có danh sách các cái mô hình ở đây, mọi người có thể xây dựng mô hình custom model. Thì đối với mô hình custom, cái mô hình mà mình tự xây dựng ở đây như là dự đoán này, hay là cần phải dự đoán, hay là cần xử lý form, hay là để nhìn các cái ứng dụng gọi là detect trên picture, hoặc là nhìn xử lý hình ảnh á, thì sẽ cần phải có mọi người input những cái dữ liệu của mọi người vào để khi mà mình xây dựng cái model, thì nên là sẽ được gọi là custom model. Còn ngoài ra, khi mà nếu mà giả sử mình không muốn sử dụng các cái custom model này á, và trong cái nền tảng mà gọi là ba platform low code no code á, thì nó sẽ có cái mô hình gọi là built-in, rồi built-in model. Thì cái này nó sẽ rất là sẵn sàng cho mọi người sử dụng thôi, có nghĩa là nó đã được train, được sẵn sàng set up cái model rồi. Và mọi người sẽ chỉ cần làm gọi là chạy khởi động cái model đấy lên và bắt đầu cho nó vào cái quy trình hay là cái ứng dụng của mình để sử dụng thôi. Thì cái thì sau khi mà một số các cái model mà mọi người đã nhìn thấy trong AI Builder rồi á, thì ở đây nó sẽ là một số các cái common use case mà mọi người sẽ nhìn thấy và mọi người có thể liên tưởng trong cái quá trình mà mình xây dựng cái quy trình tự động của mình. Mình có thể sau khi quy trình cái quy xây dựng cái quy trình tự động, thì mình có thể là có một số các cái bước mình có thể bắt đầu suy nghĩ xem là ồ, cái này không biết là trí tuệ nhân tạo liệu nó có thể sử dụng và có thể xử lý giúp mình được hay không. Thì đây là sẽ là một số các cái use case rất là hay thường gặp và đã được rất là nhiều các khách hàng sử dụng và xây dựng ở trên thế giới, trong use sử dụng xây dựng trong cái app hay là cái quy trình của các cái công ty hay là nhà máy rồi. Mọi người có thể nhìn thấy có những cái highlight ở đây. Ví dụ giống như là để
đọc thông tin dữ liệu từ trong tài liệu hay là trong ảnh, rồi có thể là mua hàng, xử lý các cái giấy tờ mua hàng hay là hóa đơn cho đội kế toán. Rồi đối với tách xử lý các cái ngôn ngữ thì có thể là xếp hạng các cái feedback của khách hàng, rồi dịch các cái ngôn ngữ trong cái feedback của khách hàng. Ngoài ra thì có hình ảnh, xử lý hình ảnh để check những cái quy trình giống như là quy trình QA trong nhà máy. Và đối với cái dữ liệu thì có thể là có để sắp xếp các cái ảnh, gọi là sắp xếp các cái thu thập các cái dữ liệu khách hàng. Rồi. Thì đấy là ở đây thì nó sẽ là một số các cái common use case ở trong AI Builder mà mọi người có thể suy nghĩ. Thì tiếp theo thì chắc là sẽ mời anh Hoàng lên để trình bày về cái phần là khi mà mình xử lý các cái quy trình, tự động hóa quy trình trong cái việc xử lý form như thế nào. Cảm ơn Gia. Chắc là mình sẽ dừng ở cái màn hình này một chút xíu để mình đi qua những use case mà chúng ta hôm nay sẽ trao đổi với nhau. Đầu tiên thì có thể là có các bạn cũng chưa tham gia các workshop trước thì mình giới thiệu lại một chút. Mình là Hoàng, mình là Certified Trainer và Solution Expert của Microsoft. Hiện tại mình đang là CEO và Founder của Dataport. Trong phạm vi buổi hôm nay thì chúng mình sẽ giới thiệu với nhau về AI Builder và mình sẽ đi lại một chút các cái bức tranh tổng quan về Power Automate và AI Builder nằm như thế nào trong này. Và chúng mình sẽ có hai ví dụ để mọi người làm việc cùng với nhau. Đầu tiên, ví dụ là về Document Processing, xử lý các cái hóa đơn. Thì mình sẽ có một cái use case là nếu như mình nhận cái hóa đơn đấy, mình xử lý nó tự động như thế nào. Cái use case này thực tế là mình nhận được từ một khách hàng của mình. Bài toán của họ là họ làm việc với một vài đối tác cung cấp và họ làm việc với một số đối tác cung cấp thì hàng tháng nhiệm vụ của họ là kế toán của họ cứ phải đi nhặt từng cái hóa đơn một nhập vào các file Excel, xong rồi họ lại phải đi check là từng cái file đấy như thế nào, ra sao, bao giờ nó mới xong, xong rồi cuối tháng lại đi reconcile cả cái đống đấy, nó tốn rất nhiều thời gian. Và sau khi mình thực ra là mình chỉ tư vấn cho họ thôi, họ làm đơn giản đến nỗi họ còn chả cần mình triển khai việc đấy. Đó là họ dùng AI Builder, họ tạo ra một cái luồng để bóc tách cái hóa đơn này tự động, thế là chuyển cứ email từ cái khách hàng, từ cái nhà cung cấp tương ứng thì hóa đơn nó sẽ được xử lý và nó chuyển vào một cái file Excel. Cuối tháng chỉ việc reconcile cái file đấy với cả file của kế toán bên mình là xong. Thì phần đấy mình sẽ có một cái demo mình sẽ làm cùng với mọi người từ đầu đến cuối luôn, rất là nhanh. Và ngoài ra thì mình có cái phần text understanding này, phần này mới và phần này cực kỳ hay ho với từ góc độ của mình, bởi vì nó có thể ứng dụng cho những việc như là các bạn cần một đọc một lượng lớn tài liệu, một lượng lớn email chẳng hạn, mà các bạn không muốn phải tự đi đọc tất cả cái đấy, nó tốn khá nhiều thời gian, các bạn muốn tổng hợp lại. Hay cái use case mình sẽ demo nhanh với mọi người, đó là use case mình có thể nhận rất nhiều CV, mình muốn lọc các cái CV đấy theo một số cái yếu tố. Nhưng mà CV bình thường nó là text thì mình cần summarize nó lại rồi mình lọc qua một số cái điều kiện các thứ thì mình sẽ build một cái luồng làm sao để nó đọc được các cái CV đấy, nó hiểu sơ bộ của CV đấy có những thông tin gì. Các bạn có thể vào và tìm trong cái pool CV của mình những cái ứng viên có những cái điều kiện nào. Ok. Đó, thì đấy là một số cái ứng dụng và một số cái use case của chúng ta trong buổi hôm nay. Thì rồi ok. Cho vì có một số anh chị và các bạn cũng chưa tham gia workshop trước thì mình sẽ xin khoảng 30 phút để mình nói về Power Automate, một số cái góc nhìn của mình về việc là cái việc tự động hóa công việc nó giải quyết như thế nào trong cái công việc của chúng ta. Ok, chúng mình sẽ đi nhanh buổi hôm nay nha. Đầu tiên là mình muốn chia sẻ một chút về các cái góc độ và kinh nghiệm của mình xung quanh các cái câu chuyện tự động hóa này. Mình sẽ có mấy phần. Đầu tiên là các cái ý tưởng về chúng ta đang tốn quá nhiều thời gian với các công việc nhàm chán. Và cái việc này thì mình có thể khẳng định với các bạn là khi mình bắt đầu đi làm á, hay là thậm chí là chúng ta đi làm bây giờ cũng thế, chúng ta đang tốn rất nhiều thời gian với những thứ nó khá là nhàm chán. Và vì nó nhàm chán nên mình tìm cách có thể tự động hóa nó theo cách nào đấy. Và các bạn mà tự động hóa được nó, các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, các bạn sẽ có thời gian để các bạn làm những thứ nó đỡ chán hơn trên góc độ của mình. Hoặc là ít nhất là mình cũng không thích những thứ lặp đi lặp lại.
Tiếp theo là chúng ta sẽ đi rất nhanh về phần giới thiệu về Microsoft Power Automate, bởi vì hầu hết các bạn là có tham gia các workshop trước rồi, nhưng mình cũng xin một vài phút để giới thiệu lại thôi. Sau đấy chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian khoảng độ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Chúng ta sẽ đi về hai cái case study và hướng dẫn tạo cái case study đấy. Vì các cái vấn đề về Notion nó cũng sẽ tương đối phức tạp, nên chúng mình sẽ sau buổi này chúng mình sẽ gửi cho các bạn cái file raw để các bạn có thể thực hành theo cái hướng dẫn ở đây. Bởi vì mình đã thử rồi thì mình sẽ thấy là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta dự kiến, các bạn sẽ không có đủ thời gian vừa theo dõi chúng mình hướng dẫn vừa thực hành. Nhưng các bạn có thể xem phần record và các bạn thực hành lại được, không vấn đề gì. Chúng ta đang tốn quá nhiều thời gian với các công việc nhàm chán. Trước đây nếu các bạn có tham gia các workshop của mình thì các bạn biết là mình có một thời gian làm về cái việc chuẩn hóa và xử lý dữ liệu, gần như là một cái business dạng thu thập, chuẩn hóa, xử lý dữ liệu và bán. Cái business dạng đấy thì nó rất là hay, hay ở cái đặc điểm là cái mô hình kinh doanh của nó là nó lưu trữ và nó giữ được rất nhiều dữ liệu. Cái dữ liệu đấy nó có thể được bán cho nhiều đối tác, nhiều các cái đối tượng khác nhau, và mô hình đấy nó gần như là cái tài sản đấy nó không bị mất mát theo thời gian, nó chỉ có tăng giá trị thôi. Nhưng bây giờ các bạn thường các bạn sẽ phải làm những thứ nó lặp đi lặp lại, và nhiều khi mình nghĩ là cái việc này nó cũng liệu có cần thiết hay không, hay là cứ làm mãi thế này thì mình làm gì còn thời gian để mình phát triển, mình làm những thứ khác. Đây là một cái hình nó hơi mang tính giải trí nhiều hơn. Nhưng thực tế thì trong cái quá trình làm việc và trong kinh nghiệm của mình thì mình cũng sẽ thấy là có những thời gian mình bận, bận khủng khiếp luôn đấy. Bận theo kiểu không biết là làm thế nào mình giải quyết được cái workload công việc tương ứng như thế. Nhưng sau đấy khi mà mình sống sót qua cái giai đoạn đấy rồi thì mình mới phát hiện ra rằng là nếu như mà mình biết cách làm tốt hơn, hoặc là mình có những cái công cụ hỗ trợ phù hợp hơn, thì có thể là mình đã làm nó được nhanh hơn rất nhiều. Mình kể lại một chút một cái use case thời điểm mới ra trường mình gặp. Thời điểm mình mới ra trường là được các bạn hình dung rõ là nó sẽ vào khoảng những năm 2014. Thì chục năm trước thì thời điểm đấy các bạn có thể hình dung là cái máy tính mình được cấp cho một công việc về data nó chỉ loanh quanh khoảng 4 GB RAM, xin mãi mới lên được 6 GB, không được rực rỡ như bây giờ các bạn cầm một cái điện thoại 12 GB RAM đâu. Thì công việc của thời điểm đấy của mình có một cái task nó phải nói là củ chuối đến nỗi không thể củ chuối hơn. Khi mà mình phải vào cái website của SPV, tức là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và trong cái website đấy thì mình cần lấy một cái dữ liệu về để nốt vào hệ thống của mình. Dữ liệu đấy là dữ liệu về lãi suất liên ngân hàng. Nếu như bạn nào đấy làm về mảng tài chính thì các bạn sẽ biết là lãi suất liên ngân hàng nó một chỉ số cực kỳ quan trọng, nó thể hiện việc là Ngân hàng Nhà nước đang muốn bơm tiền ra hay là rút tiền về bằng cách là có cấp thêm tín dụng cho các ngân hàng khác hay không. Việc là có được cái dữ liệu lãi suất liên ngân hàng theo cái dải thời gian lớn á thì nó sẽ cho phép mình phân tích các cái trend đấy nó ảnh hưởng gần như trực tiếp đến thị trường tài chính, đến lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi của các bạn. Thì để lấy được cái dữ liệu đấy, mình sẽ phải vào website của Ngân hàng Nhà nước. Mỗi ngày nó sẽ xuất hiện cái bản ghi của cái dữ liệu đấy một lần. Mỗi ngày nó xuất hiện cái bản ghi một lần, và lịch sử dữ liệu của mình là khoảng 10 năm, tạm tính 36.500 cái bản ghi. Mỗi bản ghi đấy nó có khoảng 20 điểm dữ liệu. Và mỗi cái củ chuối nhất ở đây là cái website của Ngân hàng Nhà nước nó chậm và siêu chậm. Cộng với việc là khi mình chọn một ngày ấy, ví dụ mình chọn ngày hôm nay thì mình chỉ được chuyển sang ngày liền trước, chứ mình không có một cái lịch để mình chuyển. Ví dụ như mình lùi về 10 năm trước nhé, thì mình có thể chọn tab 10 năm xong mình lùi về 10 năm trước. Thế là mình chỉ có ngày hôm nay thì mình lùi về ngày hôm trước. Lùi về ngày hôm trước xong nó mới cho mình lùi về ngày hôm trước nữa. Rồi, cái nỗi đau nó chưa dừng ở đoạn này. Nó củ chuối ở cái đoạn nữa, đó là mỗi lần mình đứng lên chỉ cần nhấc mông ra đi lấy cốc cà phê hay là đi pha cốc trà quá khoảng 2 phút nó hết session. Mình phải chọn lại từ đầu. Các bạn hình dung là bây giờ là năm 2020 chẳng hạn. Mình có 10 năm mình ngồi hì hục từ sáng đến trưa, mình kéo được xuống tầm khoảng năm 2017 gì đấy rồi. Sau đứng lên đi lấy cốc trà, quay về thì lại ngồi kéo tiếp. Mình làm cái vụ đấy, mình được giao cái vụ đấy và gần như là không thể làm thế nào khác được, vì nó chuẩn bị go live, cái sản phẩm chính của công ty nó có một cái đầu mục dữ liệu đấy.
Thế là sau một buổi sáng đầu tiên, thực sự là mang tất cả sự kiên nhẫn của một đứa trẻ trâu ra thì mình vẫn không đủ kiên nhẫn để ngồi làm tiếp nữa. Mình quăng tất cả cái đồng đấy đấy. Xong rồi đến chiều thì mình nghĩ đến việc là liệu mình có thể là làm nào để nó tự chạy lùi về các ngày trước không? Thì mình thử tất cả các phím trên bàn phím. Nếu như các bạn hình dung ấy, nói nhỏ thôi, nhưng mà các cái website của các tổ chức mang tính chất nhà nước vào cái thời điểm 10 năm trước ấy, nó khá là lởm mà nó chậm. Nhưng mà mình vẫn tìm ra được là nếu như mình dùng cái mũi tên xuống và mình đợi khoảng 30 giây thì nó sẽ chuyển cho mình ngày liền trước. Tức là về lý thuyết mình có thể dùng cái mũi tên xuống đấy để mình táp dần với các ngày trước. Thế là ok, giải quyết được một thứ, làm nào lùi được ngày nó về trước. Sau đấy thì mình mới nghĩ vào thế thì lùi nó về trước rồi thì liệu tìm cách nào chụp lại cái hình của nó được thì tốt. Thế là mình cái công cụ print screen của Windows á, bình thường nếu như các bạn không cài thêm tool hỗ trợ thì các bạn print screen, các bạn sang pen, các bạn paste xuống, xong các bạn save as file đúng không? Nó không work. Thế là mình mới tìm được một cái tool là nó config cái print screen, là print một phát nó sẽ chụp đúng cái khu vực mình chỉ định, xong nó lưu cái file lại theo tên và thời điểm mình cần. Thế là giải quyết được việc thứ hai liên quan đến lưu được cái ảnh của cái đó lại. Lúc này thì cái sự nếu mà với vai trò một con người chăm chỉ thì mình đã có đủ để mình có thể bắt đầu ngồi nhập 36.500 file vào ra Excel. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cái việc đấy lại lười tiếp. Lại lười tiếp thì mình nghĩ là thế liệu có cái công cụ nào nó có thể biến cái ảnh của mình thành một cái Excel hay không? Thì lúc đấy mình bắt đầu search mới có cái khái niệm là như ra vừa giới thiệu với các bạn là OCR, nhận diện ký tự quang học. Cái trò nhận diện ký tự quang học này vào thời điểm bây giờ các bạn search một cái tool như thế rất là dễ bởi vì công nghệ học máy nó rất mạnh rồi. Nhưng mà thời điểm đấy thì không có nhiều lắm. Mình search được một cái thằng là AB File Reader. Thì cái thằng AB File Reader đấy nó cho phép mình làm một việc đưa một file ảnh vào, nó trả ra cho mình một file Excel với format tương đối tốt. Và trong suốt cái thời gian mình làm việc thì mình dùng thằng đấy khá là nhiều. Thì khi đấy mình mới 3.600 file mình combine tất thành một file PDF lớn và mình ném thẳng vào cái AB File Reader đấy. Thì sau đấy mình cái task đấy thì nó trả cho mình file Excel tương đối to nhưng mà xoay vần với cái file Excel đấy thì mình cũng xử lý được. Và hay một cái nữa là sau cái vụ đấy thì mình còn lưu được cả cái ảnh làm bằng chứng nữa. Bởi vì các bạn không biết đâu, cái trang web của ngân hàng nhà nước nói thế thôi chứ nó sai dữ liệu nhiều phết. Ví dụ như kiểu lãi suất hôm trước thì nó để là 10,5, hôm sau là 10,5 kiểu như thế. Thì nếu mà làm đúng lấy đúng cái dữ liệu đấy vào thì nó sẽ có nhiều vấn đề, hoặc là đơn giản là có thể là vào thời điểm đấy mình nhập thì đúng theo số trên đó nhưng họ sửa mất thì cũng dở. Thế may cái nữa là mình vừa có dữ liệu, mình vừa có cái ảnh lưu lại làm bằng chứng những cái vụ đấy. Và tổng cộng cái vụ đó mình nhớ là mình phải cắm máy, mình phải mượn IT một cái máy riêng và mình cắm cái vụ đấy mất 3 ngày mới xong. Nhưng mà ít nhất sau vụ đấy thì mình hay kể câu chuyện này để mình chia sẻ với các bạn là thực ra việc gì nó vẫn có thể là có cách làm nhanh hơn được theo một cách nào đấy dù công việc nhàm chán đến đâu. Và một điểm nữa, chính cái câu chuyện đấy nó khiến mình bây giờ rất là hứng thú với AI Builder và các công cụ dạng như này. Bởi vì tất cả những cái việc mình cần một cái công cụ để vào một trang web, thao tác với nó, chỉnh sửa rồi nhận diện hình ảnh, thông tin trên đấy thì tất cả được tích hợp trong một công cụ. Và nếu như bây giờ cho mình làm lại việc đấy, mình làm nó chắc được trong 30 phút thay vì hôm trước mình nhớ thời điểm đấy mình mất khoảng 1 tuần. Đó. Thì các bạn đang có rất nhiều công cụ trong tay để làm mọi thứ nó hiệu quả hơn. Và đây là một cái biểu đồ để các bạn có thể dễ hình dung là Bill Gates từng nói là tôi muốn làm việc với những người lười bởi vì những người lười sẽ luôn tìm cách để làm ra công việc hiệu quả nhất. Đây là một cái biểu đồ chúng ta có thể kỳ vọng nào đấy là đây là một nhóm những người lười, một nhóm những người rất là chăm chỉ và làm theo tất cả những thứ được quy ước trước, được hướng dẫn trước. Thì cái công việc của họ và cái thời gian họ spend ấy, nó là tuyến tính. Tức là tôi muốn làm một việc, tôi muốn tăng cái khối lượng công việc tôi hoàn thành lên thì tôi phải làm thêm nhiều thứ. Còn một cái nhóm khác thì sẽ là tôi phải làm một việc
nhưng mà tôi muốn làm thế nào để tôi không phải làm cái việc đấy lặp đi lặp lại mãi, thì họ sẽ phải spend thời gian ra để tự động hóa nó, để bóc tách nó, để xử lý nó theo cách nào đấy và để học để làm nó tốt hơn. Thì cái nhóm này nó sẽ phát sinh một số cái workload vào cái thời điểm này, sau đấy thì có thể nó sẽ tốt hơn. Nhưng đây chưa phải là biểu đồ thể hiện chính xác thực tế đâu, nó sẽ còn nhiều vấn đề khác, chúng mình sẽ dành thời gian ở sau. Ngoài ra thì cái biểu đồ này mình nghĩ là với những bạn nào mà đang ở trong các dự án chuyển đổi số của doanh nghiệp thì các bạn cũng nên để ý đến cái biểu đồ này. Bởi vì mình có tham gia một số cái dự án hoặc là tư vấn cho một số dự án, thì khi mà doanh nghiệp bắt đầu cảm thấy khó khăn muốn cắt người thì việc đầu tiên là đòi cắt người và đòi chuyển đổi số hay là đòi kiểu tự động hóa, thì hai cái đấy nó khó đi cùng với nhau. Tức là bạn muốn làm việc hiệu quả hơn thì việc đầu tiên như chúng ta thấy đó là chúng ta có một cái khối lượng workload tăng lên. Tức là tôi muốn tự động hóa các cái công việc của tôi thì tôi phải dành thêm thời gian cho việc tự động nó. Cái việc dành thêm thời gian này thì có thể mọi người sẽ phải làm việc ngoài giờ, có thể mọi người sẽ phải cắt bớt các cái công việc khác đấy. Nên nhiều doanh nghiệp thì lại hướng là thế bây giờ em tự động hóa nó rồi thì cắt bớt người đi, xong rồi làm tự động hóa đi. Không chính xác thường cái câu chuyện này. Bây giờ team mình có 10 người nhỉ, cắt bớt 3 người đi, xong rồi mọi người tự động hóa hết các công việc còn lại. Nhưng thực ra thì có thể chúng mình sẽ phải nhìn theo góc độ khác. Bây giờ mình có 10 người, mình cần thêm khoảng 2 người nữa chuyên biệt về mảng tự động hóa. Sau đấy thì mình mới suy nghĩ về việc là có cắt người hay không, hay là những người còn lại sẽ làm những thứ khác để nó mang lại nhiều giá trị hơn. Ok. Đây là một cái slide về làm sao để tự động hóa. Chắc là nó không phải trọng tâm của buổi này, nhưng mình muốn nói qua một chút để mọi người có thể hình dung. Muốn tự động hóa công việc nó không phải là bắt đầu từ việc là mọi người sẽ đi tìm một cái công cụ nào đấy để giải quyết tất cả vấn đề, mà nó sẽ phải bắt đầu từ việc là mình nhìn nhận lại các cái process, các cái quy trình của mình, xem cái gì nó có thể nó lặp đi lặp lại và nó có thể cần phải giải quyết một cách hoặc là được giải quyết một cách tốt hơn. Ở trong này thì nếu như các bạn làm về Lean chẳng hạn, thì các bạn sẽ đi tìm hiểu một chút về cách bóc tách các cái quy trình ra này, cách các bạn đo lường xem cái quy trình đấy cái nào nó tốn thời gian nhất. Hay trước đây khi mình đi làm thì có một lần mình có nói chuyện với anh sếp của mình, từ đấy sinh viên mới ra trường mà anh ấy, em cảm thấy cả tuần em chả làm được cái gì cả. Mình không biết là có bạn nào có bị cảm giác đấy không, cả tuần xong chả biết mình đang làm gì như thế nào. Thế anh bảo mình một cái việc rất là đơn giản, em list ra tất cả những cái công việc em làm hàng ngày và lượng hóa nó ra theo thời gian. Mình làm thử cái đấy 1-2 tuần và mình phát hiện ra rằng thực ra thì có rất nhiều công việc mình đang nghĩ rằng mình làm rất là chăm chỉ bởi vì mình tốn rất nhiều thời gian, nhưng có thể cái khối lượng công việc đấy nó không hẳn là mình bắt buộc phải làm, hoặc là nó có thể làm tốt hơn, hoặc là mình có thể chuyển cho một người nào đấy khác. Thì cái việc identify này nó là cái mà nếu như chúng ta có cái góc độ nào đấy, chúng ta cần cái tư tưởng này về việc làm thế nào để mình không phải làm quá nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả, thì identify ra nó, mình nhận thấy những cái cơ hội cho cái việc đó. Song song với cái việc để nhận thấy cái cơ hội này thì chúng mình cần phải có một cái nữa, đó là mình phải hiểu là ngoài thị trường nó cung cấp cho mình những cái gì để mình có thể áp dụng vào đây. Và một cái điều thứ ba nữa đó là mình chia nhỏ các cái process ra đủ để mình có thể áp dụng vào. Ví dụ như trong cái ví dụ mình nói từ đầu á, thì thực ra cái công cụ thời điểm đấy của mình không có đủ khả năng kỹ thuật trong công cụ là nó giải quyết tất cả cái cycle đấy. Sau phi vụ đấy thì mình đi học Python và về sau thì các cái vụ scraping web các thứ mình dùng Python. Nhưng mà ngay cái thời điểm đấy mình cần một giải quyết một cái gì đó thì mình chia nó thành các bước khác nhau và mỗi bước mình dùng một công cụ hay một cách thức khác nhau. Không có nghĩa là mình cứ tôi chưa học đủ hay tôi chưa đủ công cụ ấy, nên tôi chưa làm gì cả, thì nó sẽ rất khó để nó có thể có những cái improvement. Đó, thì mình sẽ chia nó đủ nhỏ, thực thi từng phần nhỏ một và review hay update nó. Ví dụ sau vụ mà phải đi chụp ảnh xong là xử lý cái đống ảnh đấy á, thì mình học Python, về sau mình tất cả những cái đấy mình viết một đống script để scap từ các cái web về. Chạy bằng script thì nó nhanh và nó ổn định hơn rất nhiều. Và trong 4 năm làm cái công việc đầu tiên thì công việc đấy của mình nó liên quan đến một phần là quản trị cái phần dữ liệu đấy, đảm bảo chất lượng dữ liệu nữa. Thì mình viết một đống cái script để nó declare dữ liệu từ các bên về.
Theo mình biết thì sau khi mình nghỉ khoảng 2 năm vẫn có một cái máy để riêng để chạy cái đống script đấy. Thì đấy là những thứ mà mình nghĩ nó cũng khá là thú vị. Và xung quanh câu chuyện này thì các bạn sẽ thấy là bây giờ các công cụ tự động hóa nó đều dễ dàng tiếp cận hơn rất nhiều. Mình sử dụng Power Automate bởi vì bên mình đang sử dụng license của Office 365. Có thể các anh chị và các bạn ở đây cũng thế. Còn kể cả kết hợp với các công cụ khác nếu anh chị thấy cần thì việc đấy cũng hoàn toàn là bình thường. Và hầu hết các công cụ này trên góc độ của mình thì tính năng nó đáp ứng đều là tương đồng với nhau khá nhiều. Còn đây là một số các cấu phần của Power Platform thì buổi trước và Gia cũng có chia sẻ rồi, mình sẽ đi nhanh sang phần sau. Đây là một vài cái điểm vượt trội của Power Automate và mình đi nhanh luôn sang cái cấu phần của Power Automate. Power Automate thì nó sẽ chia ra thành 3 phần nếu như mình tư duy về nó. Mình tư duy về một cái quy trình mình cần chuyển nó lên Power Automate thì đầu tiên sẽ là trigger cái gì nó bắt đầu cái quy trình đấy. Khi nào thì cái quy trình này bắt đầu? Khi mình nhận được cái email hay là khi mình được yêu cầu hay là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm nó sẽ chạy theo cái lịch đó. Tiếp theo là cái solution, các cái bước mà nó cần xử lý. Các cái bước này nó sẽ là làm những cái gì trong đó và cái cuối cùng là output. Thì cái này nó là cái quy trình thông thường thôi. Khi mình nhìn và mình tìm hiểu về quy trình nào đấy thì nó luôn là input, input, process và output. Và cái này nó cũng là một cái checklist khi mình làm việc với các bạn nhân sự hoặc là các bạn dev của mình. Mình sẽ luôn hỏi bạn là em rõ cái đầu vào của mình là gì chưa? Mình xử lý những gì trong đấy và cái output của mình là gì? Đây là những thứ các bạn có thể cân nhắc. Power Automate thì nó kết nối được rất nhiều nền tảng khác nhau. Nhưng có một điểm nữa các bạn có thể yên tâm đó là nếu cần thì các bạn có thể build các cái custom connector để nó gọi API đến hầu hết các nền tảng. Ví dụ như bên mình một số các cái nền tảng nó không có sẵn connector là chúng mình build custom. Như là Power Automate nó có kết nối đến WooCommerce nhưng mà cái kết nối đấy nó không đáp ứng được đủ cái nhu cầu của bên mình. Thì bên mình build một cái custom connector cho nó. Rất là dễ thôi, nó không tốn quá nhiều effort cho việc này. Cho mình sẽ đi nhanh qua phần case study và sau đấy thì chúng mình sẽ cùng thực hành nhé. Đây là cái case study đầu tiên liên quan đến nhân sự thì buổi trước chúng mình có đi qua rồi. Hệ thống chấm công các thứ thì mình vẫn đưa lại đây, nếu như bạn nào quan tâm các bạn có thể check lại slide và record của buổi trước. Và liên quan đến đối soát dữ liệu tự động thì chính là cái hôm nay chúng mình sẽ đi. Quản lý nhân sự thì đây là một cái luồng có thể là điền các cái form, ví dụ như nhân sự của mình hôm nay đi công tác này, đi làm hoặc là có việc bận hoặc là xin về sớm đi muộn gì đó thì các bạn có thể điền form vào đây. Và cái form này nó sẽ lưu lại cái thông tin về việc là ai phê duyệt như thế nào. Sau đấy là mình sẽ có các cái thông tin. Nó sẽ đẩy một cái approval lên trên giao diện team của mình. Gần như là mình không rời khỏi cái giao diện team trong toàn bộ cái quá trình mình làm việc, chỉ xoay quanh team và Outlook thôi. Và khi mình duyệt xong thì nó sẽ bắn các cái thông tin này về cho hành chính kế toán để hành chính kế toán nắm được thông tin. Nó sẽ lưu cái thông tin này vào cơ sở dữ liệu và nó sẽ cho mình một số các cái màn hình report dạng như này. Đây là màn hình phê duyệt của mình. Thì nó sẽ cung cấp cho mình một số các cái màn hình dữ liệu dạng như báo cáo là bao nhiêu người vắng mặt đi muộn về sớm. Ví dụ như hôm đấy họ book leave hoặc họ book đi muộn về sớm thì trên máy chấm công nó sẽ không ghi nhận cái việc là hôm đấy bạn đi muộn nữa. Dạng như vậy. Các cái dữ liệu này nó sẽ được tổng hợp từ máy chấm công, tổng hợp từ các cái worksheet về kế hoạch làm việc của từng bạn. Bởi vì nhân sự bên mình thì các bạn part time các bạn được đăng ký cái khối lượng các bạn mong muốn. Ví dụ tuần này em đăng ký 6 buổi, 5 buổi hay gì đó thì nó sẽ được map vào trong này. Thì cái quy trình xử lý nhân sự dữ liệu các thứ thì chúng mình cũng có đây, nếu bạn nào muốn thì mình có thể gửi sample cho các bạn.
Còn đây là cái màn hình mà chúng mình dựng một cái app nhỏ nhỏ xinh xinh để chúng mình quản lý các cái đơn nghỉ này. Trong trường hợp là bình thường khi mà nhân sự xin nghỉ thì họ cứ xin nghỉ thôi, nhưng mà khi cuối tháng thì nhân có những cái thay đổi theo kiểu là hôm đấy em dự định nghỉ nhưng mà tự nhiên em lại thấy khỏe rồi em lại lên công ty em làm chẳng hạn, thì lúc đấy mình có thể có cần một cái màn hình để final cái kết quả này. Còn đây là cái use case mà chúng mình sẽ làm ngày hôm nay, đó là bóc tách dữ liệu trên trình từ. Cái trình từ này nếu như bạn nào có hay đi lấy hóa đơn về thanh toán với công ty chẳng hạn, thì dạng chứng từ bây giờ nó sẽ đẩy hết về chứng từ dạng chứng từ điện tử như này. Nó sẽ đẩy về một cái file PDF và cấu trúc nó tương đối nó giống nhau. Thì mình có thể là lấy các cái file PDF này, mình bóc tách thẳng ra các cái bảng Excel hoặc thậm chí đẩy vào cơ sở dữ liệu nếu như mọi người có số lượng dữ liệu lớn. Và sau đấy thì chúng ta có thể đối soát tự động với việc là các cái hoạt động đi tiền của kế toán có khớp hay không, các cái giao dịch khác, rồi các cái báo cáo. Cái này nó xuất phát lúc bắt đầu mình áp dụng chỉ xuất phát từ cái vấn đề của mình là mình đi đổ xăng, mình lấy hóa đơn xong mình toàn vứt vào trong ví xong mình quên đâu mất ấy. Thì về sau mình xét xong cái luồng là mình cứ gửi cái email đến cái hóa đơn đấy, đến đúng cái email nhận của kế toán thì nó sẽ tự xử lý, nó tự đẩy cái thông tin này về cho kế toán cuối tháng. Thì lát nữa mình sẽ có một vài cái sample hóa đơn mà mình chạy mẫu cho mọi người mọi phần này. Phần tiếp theo mình có một cái demo nho nhỏ xinh xinh nữa. Cái demo này chúng mình cũng vừa mới test nó được một vài hôm thôi, bởi vì nó chạy trên cái nền cái model AI sử dụng ChatGPT và nó đang ở trong giai đoạn preview. Các bạn bây giờ các bạn sẽ không chưa thấy nó trên cái tenant của các bạn đâu, mà chúng mình phải mượn một cái tenant của ra để chạy thì chúng mình mới có một vài ngày để chạy thử cái này. Thì chúng mình có thể làm được những việc như sau: từ CV chúng mình bóc tách ra nội dung và tóm tắt cái nội dung này. Nội dung này ví dụ CV các bạn có thể viết rất là dài nhưng mà cái tóm tắt của nó thì thường nó sẽ ngắn hơn khá nhiều. Và sau cái tóm tắt này chúng mình có thể sinh ra những cái truy vấn. Thì mình mới làm một cái mức độ rất là basic, ví dụ như mình có thể đặt những cái câu hỏi. Bạn ấy đọc cho tôi những cái ứng viên có GPT cao hơn 3.0, có kỹ năng về Python, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc gì đó. Thì về phần này nó chạy trực tiếp. Theo các bạn hiểu ý tưởng của phần này là nó sẽ xử lý tất cả cái phần text này, nó đẩy toàn bộ cái context này sang cho ChatGPT xử lý cả cái query của mình, cả cái raw data. Sau đấy nó sẽ trả về cho mình cái kết quả. Thì đây mới là cái test ở version nó rất là đơn giản thôi. Mình biết là có một số công cụ xử lý CV nó có thể làm được cái việc này. Tuy nhiên, nếu như các bạn chỉ cần một cái gì đấy dùng cho nội bộ đơn giản thì mình xử lý theo hướng này nó cũng rất là dễ. Bọn mình từ lúc bọn mình nhận được cái môi trường test các thứ chúng mình làm nên cái này trong mất khoảng 1-2 ngày, khá là nhanh, phải nói là rất nhanh. Mọi người có thể tìm thêm nhé cái phần ChatGPT với AI trong này. Còn các cái phần liên quan quản lý phòng họp với tạo event thì chúng mình sẽ để trong cái event khác nhé. Ok. Ngoài ra thì ở trong Dataport thì chúng mình quản lý lớp học, tạo lớp học, rồi tạo lịch học các thứ đều thông qua Automate với app hết. Tất cả các logic để chúng mình quản lý trên khoảng độ, bây giờ có khoảng 10 luồng chạy chính thôi, không có nhiều. Khá là lean. Bây giờ chúng mình sẽ sang phần tiếp theo là hướng dẫn thực hành số hóa chứng từ. Thì chắc chúng mình sẽ có khoảng break khoảng 15 đến 20 phút nhé. Sau đấy chúng mình sẽ quay về phần thực hành. Chúng mình sẽ quay lại vào 10:05 đi. 10:05 các bạn nhé. Các bạn online chúng mình sẽ nghỉ giữa giờ một chút nhé. Này, chiều cái độ này lúc thứ nhất là lúc nháy chuyển.
Anh chị ơi, mình có tea break ở dưới. Ngoài ra thì trong sự kiện thì DataBot có một số phần quà dành cho những anh chị tham gia check in tại sự kiện ở bàn cuối của phòng họp ạ. Thì mọi người có thể di chuyển ra khu vực cuối thực hiện check in ạ. Anh Phát ơi, khoảng 10 giờ 5 mình quay lại anh nhé. Cái đấy thì nó chỉ ghi đấy theo kilo thôi xây một cái pass từ bên kia đến luôn một cái mới cho đến khoảng chín giờ thì tay số khách hàng một mình ấy có cái chủ trương mình tính nhiều người quá đấy mà là sai số nhân trang sắp đến xe đang là cái xe đầu tiên anh nhau này mà đúng không? Rất là xe của ta là quay về số lượng mẫu thì nó sẽ chỉ bằng thì bây giờ làm nào cho đấy, ví dụ như xe tim một tuổi có công cao trong một cái lúc mà vừa em thẳng cái đường này nó quay lại nhiều lắm tính thẳng thay cho một tuổi đấy nó lại cao hơn những người khác thì ông chỉ quyết định là chị một tuổi thay thì nó thân đúng nhưng cái thằng người hiện trường khác nó đang quay thay nhiều ấy nó không chỉ đang quay những xe trong thì nó có phải dạy cho tư và có một cái mốc check là mốc bảo dưỡng thì phải gọi là cha lên ngon phải lên vâng, liệu có sẵn đồng chí bên đây không? Đây này, đi sâu vào có sẵn đồng chí bên đây không? Đến tìm xin ông có mặc cái hình xe rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại use case mà chúng ta đang thực hiện giờ ở trên này. Đầu tiên cái flow mà mình sẽ thực hành thì mình có nhờ bạn Đức, hiện tại Đức đang là Power Dev của bên mình. Đức sẽ demo cùng với mình trong phần này. Thì để mọi người dễ hình dung thì Đức mở giúp anh cái file nguồn đầu vào mình đang có nhé. Đây là một cái file dạng hóa đơn. Hóa đơn này mình đã từng test với hóa đơn PDF dạng này. Thậm chí là hóa đơn mình chụp ảnh, mình gửi vào thì nó vẫn chạy được. Trong cái hóa đơn này là thường mình sẽ đây, mình có một cái hóa đơn mua xăng và hầu hết các hóa đơn điện tử bây giờ nó đều có cấu trúc tương tự như thế này. Thì mục tiêu của mình là mình sẽ build ra một cái flow khi nó nhận khi một cái email với quầy tán của mình nhận được một cái hóa đơn từ một cái email chỉ định nào đấy. Cái điều kiện trigger nó có thể gồm nhiều điều kiện khác nhau, ví dụ như có title tương ứng từ một email chỉ định, có file đính kèm hoặc tương tự. Thì chúng mình sẽ từ cái hóa đơn này, chúng mình bóc ra cái giá trị của nó, lưu nó vào một file Excel. Và mình sẽ thêm một việc nữa, đó là mình lưu cả cái file đính kèm này vào trong một cái SharePoint folder để sau này tra cứu cho nó dễ. Đấy là cái mục tiêu cho cái phần thực hành này. Và để bắt đầu cái việc này á,
thì chúng mình sẽ làm một cái việc đầu tiên, đó là gọi cho nó sang, nó gọi là training model. Nhưng thực ra thì cái model về nhận diện này được đào tạo sẵn rồi, nhưng mà mình sẽ đưa cho cái Power Automate nó biết là với một cái form này mình cần lấy những cái dữ liệu nào. Đó, thì mình sẽ lấy sẵn một vài cái ảnh ra và mình sẽ bắt đầu bằng việc đầu tiên mình vào powerautomate.com và mình vào phần AI model của nó. Trong phần AI Builder, chúng ta nhìn thấy phần AI Builder đây. Mọi người đợi mình xíu, mình xử lý phần config. Rồi, mình vừa điều chỉnh con chuột nó to hơn một xíu để các anh chị và các bạn ở online các anh chị dễ nhìn hơn. Thì đây cái phần mà mình sẽ dùng ở đây là mình sẽ vào make.powerautomate.com. Đây là cái môi trường của Make. Và cái phần mình cần tìm đó là AI Builder trong cái menu này. Trong cái AI Builder trong cái menu bên trái này. Đó, thì mình vào đây mình sẽ thấy các cái, mình vào Explore mình sẽ thấy các cái model phổ biến mà chúng ta dùng. Trong này thì chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta làm tất cả những cái model này. Thì mình sẽ bắt đầu từ cái việc cái model nào đó, extract information sang phần image. Đây. Cái extract custom information from document, tức là ý tưởng của nó là khi mình có một cái tài liệu nào đấy và cái tài liệu này phải đáp ứng một cái việc, đó là cấu trúc của nó tương đối ổn định. Nó có thể thay đổi một chút xíu nhưng mà nó không được thay đổi quá nhiều. Thì cái cấu trúc này nó ổn định, mình sẽ có thể extract các cái thông tin từ nó ra. Ví dụ như sau này các bạn có những cái form như kiểu form gửi hàng Shopee chẳng hạn, bạn cũng muốn quét xoẹt một cái xong nó lưu lại thông tin chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể làm theo hướng này. Thì mình sẽ bắt đầu với thao tác là create một cái custom model như này. Các bạn đợi một chút nó load sang màn hình này thì các bạn sẽ có một cái giao diện để các bạn có thể tạo cái mô hình các bạn muốn. Các bạn đợi một chút nhé, có thể là do kết nối internet nó đang không được ổn định lắm. Trong lúc chờ thì mình có một số cái câu hỏi ở đây. OCR hiện tại chỉ hỗ trợ đọc tiếng Anh, tiếng Việt vẫn chưa có. Cái model OCR này theo document của Microsoft thì bảo là hỗ trợ, chưa có hỗ trợ tiếng Việt, nhưng mà chúng mình có extract thử tách tiếng Việt nó vẫn nhận trong một số case. Nên phần nào đấy thì và mình tương lai là tiếng Việt nó sẽ có đó đầy đủ thôi. Còn nếu như trên các cái model này không có thì các bạn có thể sử dụng thêm các cái công cụ hỗ trợ để có thể bóc được tiếng Việt ra. Automate có thể patch captcha bằng OCR hiện tại có thể dùng được không? Thì theo cá nhân của mình nghĩ là có thể, các cái captcha đơn giản thì ok, còn các captcha phức tạp thì khó. Captcha thì mình thấy họ thường bypass captcha bằng nhiều cách khác, ví dụ như chuyển sang thành nhận diện giọng nói các thứ thì dễ hơn, chứ còn mấy cái captcha kiểu của Shopee bây giờ kéo thả bao giờ dừng lại các thứ khá là xương. Ok, rồi. Mình sẽ có, sau khi đợi nó load, mất cả thanh xuân chờ load, thì chúng mình sẽ có một cái tài liệu dạng như này. Một cái là structure document. Trong cái structure document này thì mình sẽ đi từng bước một thôi, khá là dễ. Các bạn có thể là chọn thẳng vào invoice cũng được. Cái invoice này nó mới có thì nó tiện hơn. Các bạn có thể next sang bước tiếp theo. Trong cái bước tiếp theo nó sẽ cho mình một cái là mình upload cái ảnh của mình lên, sau là mình sẽ làm mẫu cho nó là các cái thông tin mà mình muốn extract là gì. Bây giờ mình sẽ list các cái trường thông tin mình muốn lấy, thì Đức có thể list sample cho anh một số trường.
trong cái này thì mình sẽ đưa sẵn một số các cái trường thông tin mà mình dự định mình cần. Ví dụ như trong cái invoice thì mình sẽ có là cái invoice đấy có giá trị là bao nhiêu hay là địa điểm tương tự như vậy. Ở đây mình có là địa điểm bán hàng này. Trong cái sample này mình làm ở mức tương đối thôi nhé. Thông tin về cửa hàng này, thông tin về giá trị đơn hàng chẳng hạn, mã hóa đơn. Mã hóa đơn để tách đi em, nhỡ trường hợp nào nó lưu cái gì có rủi ro đấy. Đây thì bạn ấy sẽ tạo ra một số cái field để chứa các thông tin các bạn cần lấy ra. Vậy thì một cái practice khác trong quá trình mà các bạn làm, các bạn ấy extract dữ liệu gì ấy, thì mình có thể ngồi mình cầm cái hóa đơn mình soi trước, xong mình bắt đầu nhầm. Từ trên xuống dưới cái hóa đơn này tôi cần những cái trường gì. Còn về mặt thao tác thì nó chỉ lặp đi lặp lại này thôi. Đây mình thêm khoảng 1-2 trường nữa thôi nhé, số lượng và giá trị. Ok, đây đấy là mình đã khai báo các trường. Đức ơi, back lại cho anh cái giao diện các trường một tí để mọi người có thể nhìn qua. Đây là các trường mình khai báo vào. Và các trường này hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu chúng ta nhé. Nhu cầu chúng ta cần những cái thông tin gì từ cái form đấy thì chúng ta lấy ra. Ok, rồi mình sang phần tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ có một việc, đó là mình up các cái ảnh tương ứng một vài cái ảnh mẫu vào. Và mình sẽ dạy cái mô hình này là đây là những cái thông tin mình cần lấy ra. Thì nó sẽ lấy theo đúng cái mẫu mà mình đưa vào. Và việc mọi người đưa nhiều ảnh một chút thì nó sẽ nhận diện tốt hơn, và trong các cái trường hợp nó có những cái biến thể thì nó sẽ chuẩn hơn. Bây giờ mình sẽ đưa thử một ảnh đầu tiên nhé. Mình vào New Collection, mình add document cho nó. Trong lúc mình làm, các bạn nào có câu hỏi hoặc là có vấn đề gì các bạn cứ chat nhé. Mình sẽ check thử thêm trên chat nếu cần. Trường hợp mình muốn dùng automate đọc thông tin từ hóa đơn điện tử thì làm sao? Ok, đợi xong phần tagging này nhé, rồi mình trả lời phần đó. Chết rồi, mạng có vấn đề à? Đây là mình đưa 5 cái ảnh vào. 5 cái này nó là PNG nhé, nó không phải là PDF, để mọi người có thể hình dung là nó có thể nhận ảnh. Còn như có một bạn Nguyễn Trí Công vừa hỏi là đọc từ hóa đơn điện tử ấy, thì cũng có một anh Long vừa hỏi là về việc là nếu hóa đơn điện tử có sẵn file XML rồi thì mình đọc trực tiếp vào được không. Thì với XML mình đọc bằng Power Query luôn cũng được, không cần phải qua Automate đâu. Còn đây là trường hợp là ví dụ như mình nhận một cái ảnh, bởi vì nhân sự của mình đôi khi các bạn ấy cũng hay chụp ảnh để làm hóa đơn, chứ các bạn ấy sẽ không gửi cái thông tin hóa đơn điện tử cho mình nhá. Ok, rồi. Đây là công việc tiếp theo, công việc tag document. Tag này tức là mình sẽ đi tag từng cái trường thông tin của mình nó tương ứng với khu vực dữ liệu nào để nó nhận diện phần đấy. Thì mình sẽ bắt đầu nhá, địa chỉ này. Cửa hàng số này. Cái thao tác tác này nó vui lắm, nó cứ kéo kéo thả thả thế thôi, chẳng có gì cả. Trong cái thao diện này nó rất trực quan. Đức em có thể làm chậm lại một chút xíu không? Đấy, thì nó sẽ chia các cái khu vực này ra nhé. Ví dụ như từng cái giá trị này nó nhận diện
các bạn khoanh đúng cái giá trị này, nó sẽ extract cái sample text ra cho các bạn để mọi người hình dung. Và trong trường hợp các cái hóa đơn này của mình mà nó là nhiều dòng á, các bạn có thể khoanh luôn cả cái cụm này và định nghĩa cái này là một bảng dữ liệu, thì nó sẽ tách ra thành dạng bảng và các bạn có thể lưu sang một bảng bên cạnh trong trường hợp các bạn cần. Còn trong cái use case này mình coi là cái bài toán này nó đơn giản, bởi vì tất cả các hóa đơn xăng gì của mình thì đều có một bản ghi duy nhất thôi, thì mình sẽ để bạn ý nữa bóc đúng một dòng thôi. Còn trường hợp các hóa đơn nó có nhiều bản ghi, mình vẫn xử lý tương tự, nhưng mình quét cả cái khu vực này và nó sẽ tách cho các bạn thành bảng luôn nhé. Đây, các cái thao tác này thì vì mình chọn là building ấy, thì nó sẽ có sẵn gấp một số trường, thì mình sẽ tag ở trong phần này. Ok. Được chưa? Đưa lấy nốt cái sample này đi. Còn cái nào không có thì mình đánh dấu nó không có sẵn nhé. Đây là thao tác của bạn ấy chọn các cái trường thông tin này nữa để khai báo nó là không có sẵn trong phần này. Công việc này làm lại tương tự cho 5 cái hóa đơn còn lại. Các trường không tự nhận diện được như đơn vị tính. Các cái trường này nếu không tự nhận diện được thì mình sẽ phải tìm một cái phương án khác, hoặc là mình tìm một cái nguồn nó sẽ tốt hơn cho cái đội vào này. Chạy cơm từng cái thì thực ra cũng không đến mức đâu, bởi vì hóa đơn này là trong trường hợp này là do mình bị dính cái watermark ở dưới. Nên nếu như về mặt xử lý, các bạn có thể build thêm một cái bước nữa là xử lý cái watermark này trước. Nếu như mình bắt buộc mình phải xử lý cái bộ hóa đơn này theo kiểu cực kỳ công nghiệp và số lượng lớn ấy, thì mình sẽ làm một cái việc là mình tách cái layer, cái watermark mình xóa nó đi trước. Bây giờ các công cụ gỡ watermark thì có nhiều mà. Các bạn xử lý cái đấy trước, tiền xử lý cái đống ảnh đấy trước, xong các bạn đưa vào đây. Thì khi tag của các cái sau nó cũng tương tự như vậy thôi. Ok, trong lúc chờ Đức tag nốt phần này thì chúng mình sẽ xem còn cái câu hỏi gì không. Bạn ấy Minh Chí bảo chạy cơm từng cái, không đến mức đấy đâu. Đẩy nó vào mấy tool remove watermark là được hết đấy. Xơi được mà. Claudia trên web tự chạy SQL định kỳ để lấy data từ database và save output vào SharePoint. Power Automate nó xử lý được cái vụ này nhé. Nếu như bạn muốn Claude dữ liệu từ web thì bạn sẽ cần đẩy cái Power Automate Desktop, xong là chạy một số các cái flow tự động cho nó, xong rồi cái dữ liệu bạn extract từ đấy bạn có thể save nó vào. Còn cái việc là lấy dữ liệu từ SQL server đổ vào database thì cái đấy khá là dễ thôi, nhưng mình suggest là cái đấy bạn viết một cái dạng như kiểu Python script các thứ thì nó sẽ dễ hơn. Hoặc là trên Excel ấy, chạy luôn Power Query xong là cắm thẳng vào SQL database xong rồi refresh theo thời gian là nhanh nhất, đỡ phải nghĩ đến việc là viết một cái tool để schedule cái việc đấy.
Ok, câu hỏi của Lê Quỳnh Trang, nếu công ty có mail chuyên nhận hóa đơn điện tử từ đối tác, mình có thể tự động lấy hóa đơn điện tử từ mail thay vì phải tải xuống và lưu vào một folder không? Thì có, trong cái ví dụ này lát nữa mình sẽ build một cái luồng đó là nó hứng cái hóa đơn từ email luôn nhé. Và nó hứng cái hóa đơn từ email này, nó có thể tự động lưu nó vào SharePoint folder này, nó tổ chức cái SharePoint folder theo cấu trúc bạn mong muốn này. Và nó có thể làm thêm cả một việc nữa đó là để cái link của cái bản gốc hóa đơn vào trong cái file Excel của mình nếu như mà mình muốn check là cái thông tin cái hóa đơn này nó có đúng hay không. Được luôn này. Nếu như nào nó file XML ấy, thì cái cách xử lý hợp lý ở đây là anh sẽ tải cái file XML đấy, dùng Power Automate nó hứng cái file XML đấy, xếp nó vào SharePoint. SharePoint folder ấy thì Power Query hoặc là Power Query anh có thể chạy bằng Power BI hoặc là chạy bằng Excel. Nó sẽ cắm vào cái SharePoint folder đấy và nó lấy dữ liệu ra. Thì cái Automate của anh nó chỉ làm một việc duy nhất là nó extract cái XML, nó lưu vào SharePoint cho đúng cái folder đấy. Còn cái phần còn lại mình xử lý nó Power BI nó sẽ linh hoạt hơn và nó ít rủi ro hơn. Vì nói gì thì nói cái này có độ chính xác đến 99% thì nó vẫn có xác suất nó sai, nhưng mà XML thì không sai. Cái này là trong trường hợp là mình bắt buộc mình phải làm thôi. Đấy, sau khi công việc chân tay đã xong thì bây giờ là công việc máy nó đang chạy, cái phần model nó đang trên link. Đấy cũng là lý do mà tại sao phần buổi hôm nay mình không dám tách một cái session cho mọi người thực hành, bởi vì cái tốc độ training này trên từng trình duyệt nó cũng khác nhau và trên máy mình nó chạy cũng lâu. Lê Minh Chí có vẻ rất là quan tâm đến vụ đọc captcha. Vụ captcha bây giờ nó nhìn chung là nó xương, nó là luôn luôn là câu chuyện hai chiều, một thằng thì tìm cách bypass nó và một thằng thì làm thế nào cho nó càng khó bypass càng tốt. Thành ra tùy vào cái captcha của bạn thôi, nhưng mà captcha của mấy trang Việt Nam thì bypass phát một. Bạn cứ thử mấy cái captcha của mấy trang mình không nhớ kể cả nó đang quay, trong lúc đang quay tám nhảm tí thì nói về vụ này, đợt vừa rồi mình có xem một số các cái hệ thống kế toán nó có cái hóa đơn điện tử nó public ra ngoài ấy, thì một số hệ thống là cái hóa đơn điện tử nó lấy theo ID incremental, tức là tăng tiến theo số, và mình thử đổi cái ID đấy tăng một số lên thì nó ra một cái hóa đơn của một khách hàng khác, và con đây nó chỉ bảo mật bằng captcha khá là dễ bypass, chỉ là một cái dãy số không ấy. Mình thử ném captcha đấy vào một cái tool một phát ra kết quả luôn. Về mặt lý thuyết là mình làm tất cả cái flow đấy, mình có thể quét được tất cả cái cụm hóa đơn đấy. Không phải cái bên cung cấp hóa đơn điện tử nào cũng bị nhá, nhưng mà nếu như nhà mình ai làm kế toán thì mọi người có thể để ý xem nó có cái rủi ro cho các đoạn đấy không. Một số bên thì mình thấy là hóa đơn điện tử nó sinh ra bằng cái unique ID thì gần như là không thể dò được, hoặc là dò nó rất khó, nhưng một số bên thì để cái ID nó là incremental và nó không có bảo mật gì luôn, cứ đúng ID phi vào là ăn. Theo kiểu 118, số của mình 118 mình lấy lên 119 các thứ. Đấy mình vừa trả lời câu hỏi của Chí rồi nhá. Thời điểm đấy là mình không test OCR bằng Power Automate, nhưng mà có một vài thằng khác nó xử lý được cái OCR của cái captcha này, nó xử lý phát một luôn. Đây, trên link xong rồi đúng không? Sau cái model này accuracy score thấp thế em? Ok, cái model này mình đoán thôi là Đức đang tắc trượt cái gì đấy, bởi vì mình từng test cái model này rồi, nó lên 99 phẩy mấy phần trăm cơ. Chắc là ở đây nhiều người quá nên đang hơi căng thẳng. Đức có thể check lại phần tagging cho anh xem là tại sao nó ở cái mức này. Đây cũng là một cái vấn đề các bạn có thể gặp, tức là khi mình tag không đúng hoặc là các cái file mẫu mình đưa vào nó chưa được chuẩn lắm ấy, mình tag không đồng bộ với nhau thì nó sẽ bị nhầm và nó sẽ bị cái mức độ chính xác nó không được cao như này. Như thế này thì mình sẽ rất khó để mình có thể đưa vào chạy chính thức. Cái địa điểm bán hàng cũng một vấn đề, bởi vì cái địa điểm bán hàng này nó tiếng Việt nó khá dài nữa.
Có bạn Vũ Hoàng Việt xài thử BOT 30-40k một giờ là sao nhỉ? Chưa hỏi câu hỏi, chưa hiểu câu hỏi của Việt. Xem nào. Có trong lúc chờ Đức sửa lại cái phần tracking, và nếu trường hợp xấu cái phần tracking về địa điểm này mình không xử lý được thì mình sẽ phải tìm cách là mình lấy mã hóa đơn xong mình lên hệ thống mình tải XML xuống. Đấy là trường hợp xấu trong trường hợp mà các bạn không làm gì được, bởi vì cái hóa đơn này lúc nào nó cũng có cái mã tra cứu ở phía cuối cùng đây này. Worst case nhá, mình có một cái ảnh, giả sử cái flow là nhân sự của mình chụp cái ảnh gửi cho mình cái hóa đơn và mình nhận cái hóa đơn lại, nhưng mà cái hóa đơn này chất lượng nó không đủ tốt và mình vẫn muốn tiếp tục sử dụng Automate ấy, thì các bạn lấy cái mã tra cứu này, cái phần này là text và nó in khá là rõ ràng mạch lạc, cái mã tra cứu ở góc dưới bên tay phải, thì lấy cái mã tra cứu này dùng Power Automate Desktop vào trong cái website của phần tra cứu hóa đơn, bypass cái bộ captcha đấy, thì các bạn có thể lấy được cái hóa đơn gốc của nó ra. Cái hóa đơn gốc thì nó sẽ cái mức độ chính xác các thứ nó sẽ cao hơn. Và trên Power Automate Desktop nó có hẳn một cái function convert file PDF thành file doc, thì cái function đấy là nó convert dựa trên việc convert các cái text ở phía dưới ấy, thì nó không sai. Còn con này nó đấy, nó đáp ứng cho mình một số cái use case dạng như này. Thế nên mọi người cứ trên cái góc nhìn là hôm nay chúng ta giới thiệu với nhau, còn mình có rất nhiều các cái cách thức để mình kết hợp nó vào với nhau, chứ không nhất thiết là mình phải làm mọi thứ giống hệt như team mình đang làm nha. Okay. Mình thấy có một, đợi xíu cho nó trên link tiếp này. Mình thấy có một cái câu là muốn lấy dữ liệu trên remote desktop connection mạng riêng của công ty thì có dùng được Power Automate hay không? Nếu như bạn muốn lấy dữ liệu trên mạng riêng của công ty thì bạn có thể dùng, quan trọng là cái mạng riêng này phải có kết nối ra ngoài. Tất nhiên rồi, chứ bạn không thể để nó dịch chuyển tức thời ra, cái dữ liệu đấy ra ngoài được. Còn bạn có thể sử dụng Data Gateway để đưa dữ liệu ra ngoài thôi cũng được, không nhất thiết là phải dùng Automate nếu như cái đấy là database hoặc là các cái file. Trung Trần có hỏi là data trên web phải chọn nhiều filter, cái này cũng làm được nha, chọn chuyến bay, chọn ngày, chọn hãng bay thì mới trả kết quả. Cái này cũng làm được luôn, nhưng mà cái nói đến cái vụ là Power Automate Desktop với cả app ấy thì nó có một cái vấn đề. Đó là khi mình làm một cái phần đặt hàng cho khách hàng theo đơn hàng ấy, nó cũng tương tự những cái use case bạn ấy đang muốn là đặt vé máy bay tự động sử dụng Power Automate, là cái website nó thường xuyên thay đổi. Website, ví dụ như cái website kiểu Lazada hay Shopee của Việt Nam ấy, mọi người có thể nghĩ là nhìn hôm trước vào với hôm sau vào nó giống hệt nhau, nhưng mà không giống nhau đâu, bởi vì chúng mình đưa code vào để chạy thì nó lỗi lên tọi. Bởi vì hôm trước ông ấy để cái div đấy là một cái tên khác, hôm sau là một cái div khác kiểu vậy. Thì các cái sửa đổi nó nhỏ nhỏ đôi khi người dùng không để ý, nhưng mà code nó vẫn có thể chạy sai. Thì mình có thể sử dụng Power Automate để tương tác và tự động hóa các thao tác trên web, nhưng mà hãy để ý cái rủi ro là nó bị thay đổi giao diện theo thời gian. Đấy, nên 91% ngay. Nếu như chúng mình có nhiều file hơn và nhiều thời gian hơn để tác nó thì nó sẽ cái mức độ chính xác nó sẽ cao hơn. Đó. Nhưng mà cái này thì mọi người cũng phải để ý và nên để ý, bởi vì sau này ví dụ như nhân sự mình bảo anh ơi cái này nó chỉ nên được đến thế này thôi, thì mình cũng sẽ biết là cái vấn đề nó nằm ở đâu. Ok, publish đi em. Bây giờ mình sẽ publish cái model này. Publish cái model này tức là sau này con này nó sẽ nằm đây, mình đưa một cái hóa đơn vào, nó sẽ trả cho mình từng đấy cái trường thông tin như mình đã cài đặt cho nó. Cái đơn vị tính với số lượng nó không tính được cái accuracy ra. Cái này thì chắc là Hoàng sẽ check kỹ hơn cái cơ chế cái tính cái accuracy nhé. Nhưng mà ví dụ như mỗi trường mức độ chính xác của nó là 99%, tức là nó vẫn có 1% sai sót. Thì cái tổng của nó, ví dụ như có 5 trường khác nhau
thì cái xác suất mà nó chính xác tuyệt đối ấy, nó sẽ là 0.99 mũ 5. Nếu mà đấy là bài toán xác suất đơn thuần thì nó sẽ thấp hơn 0.99, có vẻ hợp lý. Còn chính xác thế nào thì chắc mình phải đọc kỹ về document, hoặc là một lát nữa mình sẽ mang câu hỏi này hỏi ra. Thực ra cái phần underlying model này nó liên quan đến cái phần Azure AI, và cái model của Azure AI nó cũng thay đổi liên tục theo thời gian nữa. Rồi mình xong bước đầu tiên nhé. Mình training được cái con bot đấy để nó đọc được cái file này. Thì bước tiếp theo là mình sẽ build một cái flow. Cái flow này mình sẽ trigger nó bằng cách, như mình vừa nói, cái input của nó là mình nhận được cái email. Mình nhận được một cái email, thì cái email đấy là nó sẽ, giả sử mình cứ lấy một cái email bình thường thôi, và mình nó sẽ lấy cái file attach trong đấy, nó lưu ra và nó chạy cho cái model này. Thì mình bắt đầu là when a new email arrive, và chúng ta sẽ lấy cái get attachment. Phần này nó khá là dễ, mọi người cứ nhìn thấy thao tác là mọi người biết thôi. Thao tác bình tĩnh được rồi. Khi mà một cái email arrive này, cái cơ chế của thằng Power Automate nói chung nhé, thì nó sẽ là các cái action ở trên ấy, nó sẽ sinh ra dữ liệu cho action ở dưới. Các bạn hiểu đơn giản là khi mà một cái email đến, nó được thì nó sẽ trigger cái flow này lên. Nó trigger cái flow này lên, và trong cái email đến ấy, nó sẽ có nhiều attachment. Nên khi đưa vào đây thì nó sẽ là apply to each, tức là mỗi attachment nó sẽ xử lý riêng. Nó có thể handle được việc các bạn gửi 4-5 cái hóa đơn đến cùng một lúc cũng được. Trong cái flow này thì mình để ở mức rất là basic về việc là mình giả định là tất cả các hóa đơn nó đều là giống nhau. Còn nếu như mọi người làm kỹ và cẩn thận ý, thì mọi người phải check cái điều kiện của email này, là email này gửi từ đâu đến này, có title các thứ như nào. Thậm chí mình có thể cân nhắc việc quy ước là tên file của cái đối tượng gửi email đến là ai thì mình mới accept cái việc này. Và mình có thể test thêm cái việc là nếu như cái attachment nó pass được một số cái điều kiện thì mình mới đi tiếp trong cái phần nhận diện này. Và cái phần này á, mọi người để ý, nếu như sau này mọi người phải trả chi phí cho phần AI Builder này này, mọi người phải check cho nó cẩn thận. Bởi vì không phải cứ cái file nào mình cũng ném vào cái model này xong là nó đốt hết tiền, rồi lúc đấy lại hỏi tại sao. Trong flow này thì khi một cái email đi đến thì mình sẽ lấy cái file attachment đấy, mình xử lý nó vào trong cái model này. Và sau đấy mình sẽ extract cái dữ liệu đấy ra, mình lưu vào một cái Excel online. Trước khi add row á, thì mình sẽ phải tạo sẵn một cái table để nó chứa cái dữ liệu này nhé. Cái table giống như buổi hôm trước chúng mình có làm ấy. Đây là chọn cái file. Rồi, Đức ơi, mở sang cái file hóa đơn để mọi người có thể nhìn qua cái file đấy nào. Cái file này là mọi người sẽ cần tạo nó trước nhé. Và tạo nó trước xong cần phải format nó as table thì nó mới hiểu được, thì nó mới biết là nó thêm dòng vào đây nhé. Đây là một số các cái trường mà mình define trước khi cái output mình mong muốn. Với các anh chị mà mình định áp dụng phần này cho công việc của mình ấy, thì tất nhiên là mình đã có cái file này rồi, bởi vì chính là cái file nhập liệu hàng ngày của mình nhé. Đó, thì mình lấy đúng cái này, mình lưu vào thôi.
Ok bạn định có hỏi là có thể gửi, có mình sẽ gửi cho các bạn các cái file sample này để các bạn có thể thực hành nếu các bạn muốn. Con này tương tự Zapier, đúng, nó khá là tương tự Zapier. Nếu như ngoài Zapier các bạn có nghe đến một số cái tên khác như là make.com này, con make là nó đổi tên từ Intromat sang, thì giao diện nó cũng hoạt động tương tự. Hoặc là các bạn nếu làm các cái platform khác thì cũng có. Nhưng con này nó có được cái hay hơn con make.com là nó có cái phần desktop. Con make.com nó không có cái phần desktop đó. Đây. Các bạn để ý giúp mình nhé. Khi mà add row ở trong một cái table ấy, thì nó sẽ cần cái location của table đấy, tức là cái địa điểm mà mình lưu cái set point size mà nó chứa cái table đấy này, library này, cái tên file và cái table tương ứng. Và khi chọn table xong thì nó sẽ define cho mình tất cả các cái trường của table đang có, và mình sẽ fill các cái thông tin mình extract được từ phần model vào trong này. Cái này thì mình sẽ skip cái việc là lưu cái file PNG vào SharePoint nhé, còn lát nữa mình sẽ thêm sau. Bây giờ mình chạy thử nó xem sao nhé. Bây giờ mình cần gửi một cái file và cái mail đấy, mình sẽ từ cái mình lấy cái Outlook nào cũng được, mình gửi đúng cái file vào cái email mà mình đang trông nó. Thì mình lấy luôn cái email và mình tự gửi cho mình cũng được, không sao cả. Mình cần một cái trigger mẫu lên, bởi vì nó không có file thì nó cũng sẽ không chạy được cái phần này. Đây là cái mình có một cái test collection riêng nhé, mình sẽ lấy thử cái file đấy vào. Mở giúp anh cái ảnh của cái này lên để mọi người nhìn xem cái ảnh nó như nào. Ảnh trên đây là toàn khó hơn, mình chain link trên một cái file PDF, còn mình gửi cái ảnh. Gửi thêm một cái PNG nữa đi, bởi vì mình cũng chưa chắc là cái này cái accuracy nó đủ tốt đâu. Có sự cố khi mà chúng mình có nhiều user để test quá, chúng mình gửi nhầm một cái file đấy vào cái user khác cũng trên này. Bạn Lê Minh Chí có hỏi là nếu cái ảnh training là một con khác thì sẽ build trên một model hay là con mới, thì cái này nó phụ thuộc vào cái cấu trúc cái hóa đơn của bạn.
Nếu như mà cấu trúc nó tương đồng với nhau thì bạn có thể build chung một con, còn cấu trúc nó khác nhau thì bạn sẽ phải tách ra thành một con mới, và bạn sẽ thêm cho mình một cái luồng logic là với cái thường nhé, recommend của mình là hóa đơn là một thứ nó rất là nhạy cảm, nên bạn không có quyền được sai trên đấy. Thế nên bạn tách cho mình các cái đối tác phổ biến thường xuyên của mình á, là bạn tách cho là mỗi đối tác một cái email gửi riêng ấy, thì mình đưa cái đấy vào trong một cái bộ config là tương ứng với cái email đối tác nào thì mình sẽ bóc nó vào cái luồng hóa đơn nào thì sẽ hợp lý hơn. Đừng cố gắng nhét tất cả cái đấy vào trong một cái flow, có khả năng nó sẽ mang lại cho rủi ro cho các bạn nhiều. Hoặc là ví dụ như chỉ đơn giản bạn nhét khoảng 10 cái đối tác khác nhau vào trong một flow ấy, một trong 10 đối tác nó thay đổi mẫu hóa đơn phát là bạn gặp rủi ro ngay. Thì recommend của mình với mảng tài chính này ấy, thì nên chịu khó tách ra cũng được, vì nó không tốn quá nhiều công đâu. Nếu đúng, thực ra thì với mình 100 model thì cũng không sao, bởi vì nếu như bạn không có 100 model thì bạn sẽ phải đi nhập 1.000 cái hóa đơn, thì thà mình để 100 model còn hơn. 1.000 cái hóa đơn này nó có thể tính đơn vị theo tuần thôi chứ không phải là đơn vị dài đâu. Còn về lý thuyết, mình vẫn có thể train ra một cái model nó đủ tốt để nó chạy với tất cả các cái file này nhé, về lý thuyết. Nhưng mà nó cái rủi ro đấy thì bạn phải chấp nhận. Ok, thì đây là mình vừa test, nhìn nó xanh xanh này có vẻ hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ sang xem bên kia, đầu ra. Đấy, thì nó sẽ add một cái row vào đây. Và các bạn có thể thấy là nó cũng có gặp chút vấn đề trong cái việc là nhận diện cái tiếng Việt nó mất hết dấu. Nhưng mà thôi, với mình thì mình có thể chấp nhận được cái này ở mức độ nào đấy. Mình trong thời gian tới mình đoán là các cái mô hình này nó sẽ xử lý cái phần OCR tiếng Việt tốt hơn. Ok. Đấy, thì với cái sample này mình đã hoàn thành rồi. Mình có thể gửi làm thêm một cái thao tác nữa đi. Đó là mình xếp cái file mà mình nhận được vào trong một cái SharePoint folder. Thì trong cái này khi mà mình get cái attachment xong á, thì mình sẽ có thể thêm một cái bước sau cái bước add rows to table, hoặc là trước đấy mình sẽ create a file và mình save cái file đấy vào, thì nó sẽ full cái cycle của các bạn. Nguyễn Trí Công có câu hỏi là phần AI Builder này có ứng dụng vào trường hợp ví dụ nhận xét một file Excel báo cáo được gửi qua email. Có, nhưng mà nó khá là phức tạp. Lát nữa mình demo cái phần Generative AI trên này để nhận xét về CV thì bạn sẽ hình dung qua cái cách nó thực thi, nhưng nó không dễ lắm. Khi chúng mình chạy lại cái flow này thì các bạn sẽ thấy là mình vừa bổ sung thêm một bước. Mình vừa bổ sung thêm một bước, đó là mình thêm một cái thao tác lưu cái file đấy vào một cái SharePoint folder, và mình có thể lấy cả cái link của SharePoint folder đấy mình lưu luôn vào file Excel. Thì về mặt lý thuyết là các bạn sau này các bạn tra lại hóa đơn nó rất là dễ. Thì khi mình chạy lại cái này, mình sẽ chờ ở bên kia xem nó xuất hiện cái file tương ứng hay không. Bạn Đào, mình cũng không biết là thứ tự tên bạn đọc thế nào cho đúng nhé, sorry bạn. Nhưng mà bạn có hỏi là nhận diện chữ viết tay tiếng Việt nữa thì chắc căng. Thực tế chứ, mình còn chả đọc được chữ mình viết nữa, là bắt máy nó đọc, quá đáng. Đùa thôi, chữ viết tay mình nó là cái thách thức của các cái công cụ AI từ rất rất lâu rồi. Nên cái vụ chữ viết tay này thì mình nghĩ là xương, nhất là chữ viết tay tiếng Việt, và nhất là những người có chữ viết xấu như mình. Mình tập gõ 10 ngón rất là sớm bởi vì mình chữ mình xấu quá. Ok. Các bước của AI Builder nát mình sẽ quay lại nhé. Thì ở đây mình có một cái file về output như này. Rồi. Ok, đấy là toàn bộ cái flow, và mọi người có thể thấy là nếu như mình quen tay ấy, toàn bộ cái flow này mình có thể làm trong vòng, trừ cả cái thời gian máy nó chờ cộng thêm vào đấy nữa, thì chắc khoảng 20 phút đến 30 phút là xong.
nếu mình quen tay và mình biết chính xác là cái file mình cần như thế nào. Có một bạn muốn mình explain kỹ hơn về cái flow. Đức ơi, em mở lại giúp anh cái flow ấy. Ok, cái flow này nó sẽ bắt đầu từ việc là when a new message arrive, new email. Khi mà một cái email nó nhận được thì cái folder nó là inbox. Thì cái email này nó chính là cái email của các bạn đang tạo cái flow này luôn nhé. Còn nếu các bạn muốn chuyển sang email khác thì các bạn phải cho cái này access quyền vào cái email đấy. Thì vì một cái email khi mà nó đến, nó có thể gồm nhiều cái attachment. Nên khi mà bạn get attachment ở đây, nó có cái chữ S nhỏ nhỏ đằng sau ấy, tức là một danh sách các file đính kèm. Thì các bạn muốn duyệt qua tất cả các file đính kèm thì các bạn sẽ phải thêm cái điều kiện vào và nó sẽ đi thành một cái vòng lặp, nó duyệt tất cả các file. Trong trường hợp này của Đức là bạn ý có cái test của bạn có một file thôi, nhưng mà nếu như có nhiều file thì nó vẫn phải đi qua một cái vòng lặp để duyệt từng file một. Và với mỗi file tương ứng, cái chỗ này không còn chữ S nữa này, thì lấy cái file attach đấy và new nó vào, create một cái file trên SharePoint và new nó vào với cái tên mà nó được lấy từ phía trên, cộng với việc là ở xuống dưới mình gọi một cái bước extract information from document. Expand giúp anh bước này. Trong cái extract information from document này thì mình chỉ gọi là nó sẽ cung cấp cái file mình đưa vào là cái gì, cái model AI mình đưa vào là gì và cái định dạng mình muốn lấy ra ngoài là cái gì. Thì cái model này là cái mình train nó ở lúc trước. Và lúc này sau cái bước này thì nó sẽ tách ra cho mình các trường. Thì ở dưới Đức có thể show cho anh các trường ở phía dưới. Cái trường này, cái flow làm việc với cái Automate Cloud Flow này nhá, thì mọi người có thể thấy là mỗi cái bước, khi mỗi bước nó sẽ sinh ra các cái biến và các cái dữ liệu tương ứng của từng bước, xong rồi nó chạy xuống phía dưới và mình sẽ sử dụng các cái kết quả của các bước trước để làm input cho các bước sau. Đó, thì đây là những thứ mình cần. Và nếu mọi người muốn thì ở cái bước trên khi mình xếp cái file lại thì nó sẽ có cái URL của cái file, mình có thể xếp cả cái URL đó lại luôn. Ok. Rồi, đấy là một cái giải thích nhanh về các cái flow này. Rồi. Có một bạn hỏi là cái hóa đơn gửi email cho kế toán. Mình explain các cái bước của flow rồi nhé. Mặt cao nếu có câu hỏi gì thì thêm thì mình sẽ làm rõ thêm. Hóa đơn gửi email cho kế toán, bạn không phải kế toán thì làm sao trigger được. Bạn bắt buộc phải có quyền access vào cái phần đấy, còn nếu như không thì bạn phải thủ công nhất thì bạn tạo ra một cái email mới, xong rồi bảo kế toán forward vào đấy, hoặc là bảo kế toán là save các cái file vào cái thư mục tương ứng và bạn có thể trigger bằng cách là khi có file mới trong thư mục thì nó sẽ chạy cái flow này. Hoặc là bạn có thể làm một cách khác, đó là bảo kế toán đưa cho mình cái tức là trong cái email của kế toán ấy, set cho mình một cái rule. Và cái rule đấy khi mà email đến nó sẽ tự forward ra một cái email để trigger cái này. Cái đấy thì tùy nhu cầu của bạn thôi. Và tùy việc là bạn deal với kế toán như nào để bạn nhận được cái file tương ứng. Vấn đề chính là bạn cần phải bảo kế toán là tôi cần phải nhận được cái file đấy. Demo này tách trên file PDF. Cái file của mình là file ảnh, thì tách trên PDF nó cũng tương tự. Thì lát nữa mình sẽ demo thêm trong cái phần bóc tách CV nhé. PDF nhiều trang hoạt động được. Rồi. Thế thì mình sẽ, có vẻ nhiều bạn quan tâm cái vụ là bóc tách file PDF. Có bạn nào có câu hỏi gì xung quanh phần này nữa không? Nếu không thì chúng mình sẽ đi tiếp nha. Cái hóa đơn điện tử PDF thì đưa vào flow này nó y hệt nhé. Tức là như mình nói là cái PNG thôi, nhưng cái flow này bạn thay bằng file PDF, bạn vẫn hiển thị nó lên, bạn vẫn tác nó như bình thường, không có thay đổi gì cả. Ok, chúng mình sang cái use case tiếp theo các bạn nhé. Chúng mình sang cái use case tiếp theo. Cái use case này thì mình cũng phải declare trước là nó vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, preview feature mà. Nên nó có thể nó sẽ không được smart lắm như mà tất cả mọi người mong muốn. Nhưng mà về mặt tiềm năng thì mình nghĩ là rất lớn. Sau cái use case về bóc tách hóa đơn nhá, sang use case tiếp theo đó là tổng hợp thông tin. Và ví dụ các bạn sau này các bạn sẽ có những cái nhu cầu, các bạn nhờ một con bot nào đấy nó đọc cho một bạn một cái tài liệu rất là dài và bạn đặt câu hỏi trong cái tài liệu đấy.
cái tiềm năng của cái việc này nó sẽ ứng dụng cho những cái trường hợp như là bạn có những cái bộ kiểu knowledge riêng trong công ty ấy mà không tiện đẩy ra ngoài, thì bạn build một con chatbot riêng nội bộ công ty để hỏi nó nếu bạn muốn. Còn như bên mình thì mình đang muốn là build một con để có thể nó học từ các cái kịch bản bán hàng của mình, học từ cái lịch sử chat của nhân viên của mình với khách hàng, nó lấy dữ liệu từ trên website của mình để nó giao tiếp thay cho khách hàng luôn, thay cho nhân viên chăm sóc khách hàng. Ví dụ như họ hỏi cái câu hỏi gì đấy thì nó sẽ tự trả lời. Ví dụ như tôi muốn tham khảo khoa học để giải quyết vấn đề này này về vấn đề kia, tôi là kế toán, tôi muốn tự động hóa việc check thông tin từ hóa đơn, thì nó sẽ biết là giới thiệu về khoa học Power Automate. Đấy là lý thuyết là như thế. Còn ở đây thì mình đang có một cái mình mới build ở mức POC trong một vài ngày gần đây, khi mà mình nhận được cái môi trường tương ứng. Đức ơi, mở giúp anh cái app đi, cái app mà mở con app cho nó chạy một tí, bởi vì mình chưa có thời gian tối ưu cái phần này. Cái vụ chatbot ấy, thì chatbot đa phần bây giờ nó đang được xây trên cái kịch bản là bạn đưa ra cái kịch bản theo kiểu cây, bạn chọn xong rồi nó chạy theo. Nhưng mà tương lai của chatbot mình nghĩ là nó sẽ tự learn ở một mức nào đấy, và nhiều khi bạn còn không nhận biết là bạn đang nói chuyện với bot cơ. Cái vụ này lần trước mình cũng có gặp rồi, không biết là có bạn nào bị không, là tự nhiên thấy một cái Zalo một em hot girl nào đấy add mình, ôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Thế là thôi, xong rồi nó hỏi han gì đấy, mình trả lời xong thì nó bắt đầu nó trả lời cái câu mình thấy nó cứ hơi gai 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 thế nào á, nhưng mà rất giống người thật, nó không bị kiểu hỏi xong nó bắt keyword để nó trả lời đâu, mà nó hiểu cái context mình đang nói. Và lúc đấy mình chuyển thử sang hỏi nó về chủ đề vật lý lượng tử, nó trả lời được. Thì một là mình vớ nhầm phải một cô tiến sĩ nào đấy đang hâm mộ mình, hai là khả năng mình gặp chatbot là cao hơn. Và mình không biết tại sao, nhưng mà theo quan sát của mình thì mình thấy là Việt Nam chúng ta rất là nhiều người thông minh đột xuất trong những việc đấy. Cái trò đấy nó kiểu khá là hài. Rồi, quay lại câu chuyện này. Cái lại câu chuyện này thì chúng mình có một cái demo nhỏ nhỏ ở đây. Đó là mình có xây một cái flow để nó bóc tách các cái CV ứng viên. Đây là sample thôi, mình cũng ném vào có vài cái CV thôi. Nhưng cái flow nó đơn giản như thế này. Khi mình chọn một cái CV thì nó sẽ bóc tách và nó summarize lại các cái thông tin mà đang có của cái CV đấy. Và cái CV mình nhận được là định dạng là PDF, nó dài khoảng 4-5 trang gì đấy. Nó bỏ bớt các cái thông tin mà mình không thấy nó quan trọng lắm thì nó đưa vào đây. Kiểu như này. Và vì mình cái prompt của mình đang chưa xử lý tốt lắm, nên thành ra mỗi cái này nó sẽ viết lại cái CV theo một kiểu khác nhau. Nhưng mà nếu như mình dành thời gian mình hướng dẫn cái con GPT này, trong cái CV đấy tôi muốn highlight những yếu tố nào ấy, thì nó sẽ summarize lại theo đúng cái format mình mong muốn, nó có thể xử lý được. Ví dụ như bạn này, cái CV của bạn ấy là một cái CV rất là dài, khoảng tầm 2-3 trang gì đấy, thì nó summarize lại, nó viết như kiểu cover letter. Nhưng mà ít nhất là mình sẽ đỡ tốn thời gian hơn để đọc cái đó. Mọi người có thể tưởng tượng sau này các cái quy trình quy định của công ty, có thể là không phải lúc nào mình cũng có thời gian mình đi tìm đúng cái quy trình quy định đấy, mà nó được đưa vào một cái công cụ như này. Mình có thể chat hỏi nó là tôi đang gặp cái vấn đề này thì có cái use case nào tương tự, hoặc là nó nằm ở cái quy trình quy định nào liên quan hay không, nếu như nó xử lý tốt. Hay cái use case về hồ sơ ứng viên thì cái hồ sơ ứng viên này, trong cái điều kiện này mình có làm thêm một cái demo, đó là một cái app đơn giản. Trong các cái ứng viên kia, từ cái CV đấy mình bóc ra rồi, mình đưa cái text và cái summarize vào trong một cái database rồi. Bây giờ là mình có một vài tiêu chí nhỏ nhỏ mình chọn ở đây. Cái use case này nó xảy ra vì trước đây mình có một thời gian làm HR Data Analytics, thì cái mảng đấy nó có một cái mảng quan trọng, nó là sàng lọc CV ấy. Và mỗi tháng thì những cái doanh nghiệp lớn hẳn như kiểu CMC nó onboard tầm 100-200 người. CV nó nhận vào hàng tháng thì tính bằng hàng nghìn. Thì cái việc là cái pool CV của nó có hàng chục nghìn CV là chuyện bình thường. Thế thì nếu mà mình muốn tìm một cái CV nào đấy đi ngồi nọc cũng ốm đòn. Có những cái hệ thống nó có gán này, nó tagging này, rồi thậm chí nó đọc theo các cái tiêu chí có sẵn. Nhưng mà nếu như mình chưa có nhiều tiền như thế, hoặc mình chưa có muốn đầu tư hệ thống thì mình có thể làm này.
Ví dụ nhé, mình CV của các bạn ấy là tiếng Anh, mình có thể hỏi một câu lấy cho tôi những ứng viên có GPA lớn hơn 3.0. Nốt trước là mình chưa có thời gian optimize, chưa có thời gian làm gì cả, mình gần như là đưa thẳng dữ liệu cho nó. Thì đấy, nó sẽ đọc tất cả trong cái đống này và nó tự đưa ra. Chứ không có rule, không có gì cả. Chỉ đơn giản là ném dữ liệu vào và bảo nó xử lý. Đây, ví dụ như mình có thể mở ngẫu nhiên một bạn nào đấy chẳng hạn. Đấy, thì cái GPA của 3.17. Đó. Hoặc là mình sẽ sửa lại cái GPA này không phải 3.0 nữa, mình chọn thành 3.5 chẳng hạn. Đó, thì số ứng viên sẽ ít hơn. Các bạn có muốn mình đưa thử một câu hỏi nào vào trong này không? Mình không chắc nó trả lời đúng đâu, vì mình cũng chưa có thời gian làm hết tất cả cái case test của nó. Nhưng mình có thể đưa... Ví dụ như mình search thử một câu nhé, xem. Tại vì thời gian gần đây mình nghịch với con chatbot này, nó cũng khá nhiều thứ vui vui và đôi khi nó còn ngu ngáo nữa cơ. Ứng viên có GPA nó 3.0 và có kỹ năng Python chẳng hạn. Check thử xem nó có không nhé. Mở thử cho anh một cái CV xem nào, có thấy chữ Python nào trong này không các bạn? Không có. Skill không có, nó nhận sai rồi. Nó đang nhận sai, không có. Theo tốc độ quan sát bằng mắt của mình thì cái này không có. Thì đấy, như mình nói từ đầu thì cái này nó đang trong giai đoạn POC và mình mới đưa nó ở cái mức basic nhất thôi. Cái này, cái concept của con này thì nó không hẳn là nó không biết suy nghĩ, mà là mình chưa bóc tách được cái context cho nó cẩn thận. Tức là nếu như mình làm kỹ hơn ấy, thì khi mình bóc tách cái CV, mình đã phải bóc tách ra từng cái yếu tố một rồi. Mình, cái model của nó, mình bóc cái CV ra, mình đã phải đưa nó là cái nào là các cái kỹ năng này như thế nào này, các cái soft skill như nào, các cái technical skill như thế nào, mình tách ra được và cái đấy mình xử lý cái input kỹ hơn cho con bot thì nó sẽ xử lý được tốt hơn. Nó có liên quan cả vụ đặt câu hỏi nữa. Thì cái phần này như mình nói từ đầu là mình mang tính chất demo về một concept nhiều hơn. Cho mình một vài tuần mình tuning con này xem có khả năng nó sẽ khác. Ví dụ mình search riêng kỹ năng Python xem nó có chạy không, hay là mình riêng kỹ năng Python trước đi, kỹ năng Power BI nhé. Mình check xem nào. Power BI có không? Có Power BI này. Data Science and Economic and Business. Chương trình khoa học dữ liệu trong kinh tế kinh doanh của Đại học Ngoại thương. Chương trình mình đang dạy luôn. Ok. Ý tưởng của anh Phát cũng khá hay. Đó là có thể là vừa nãy nó chọn một trong hai yếu tố đủ thì nó dừng lại luôn. Thì mình search, mình sẽ search xem nào. Ví dụ như kỹ năng Power BI và GPA nó hơn 3 chấm mấy chẳng hạn. Và đừng dùng dấu phẩy nữa, bởi vì dấu phẩy nó có thể nhầm lẫn giữa hoặc và. Đây, mình mở thử CV của bạn này xem sao.
Về cơ bản tất cả cái logic này nó xử lý bên ChatGPT nhé. Mình chỉ giới thiệu về mặt concept thôi, đúng như bạn Quân Trần vừa nói. Về cơ bản nó kết nối được ChatGPT rồi thì các bạn ứng dụng ChatGPT như nào? À đây có Power BI này. Có Power BI GPA 3.89. Được. Kiểu thế. Thì chắc là mình học cách giao tiếp với con ChatGPT tốt hơn một tí, cộng với việc là mình tìm cách mình xử lý cái input nó tốt hơn một xíu. Trong con này thì mình chưa có làm tốt lắm cái đoạn phía sau, cái đoạn liên quan đến việc bóc tách các cái giao diện các thứ này này. Bởi vì cái phần này là mình dùng cái tính năng là PDF to text. Thành ra nó convert tất cả cái file này và nó bỏ qua cái phần layout các thứ. Thành ra nó cái input của mình là nó nhận cả một cái cục text vào. Còn Power Automate nó có cả phần PDF to doc. Thì cái phần doc này nó sẽ reserve được cái layout, nó sẽ có cái nào trước, cái nào sau rồi liên quan với nhau như thế nào. Thì nó sẽ có thêm thông tin cho phần này. Và chính cái việc cái mình viết cái prompt mình hỏi nó ấy, cũng là một phần. Cái prompt để mình hỏi nó, ví dụ như mình hỏi khôn thì nó trả lời khôn. Còn mình hỏi ngu hoặc là chưa khôn lắm, ví dụ như mình mặc định dấu phẩy nó là thỏa mãn hai điều kiện nhưng mà nó lại hiểu là một trong hai, kiểu vậy. Ok, demo với nó tương đối thế thôi nhỉ. Mình quay lại một chút, có một bạn hỏi về việc là làm nào để bóc cái file PDF ra text. Thì đây, Đức có thể demo giúp anh cái phần đấy nhé. Demo nốt cái PDF to text, sau này mình sẽ sang phần Q&A. Trong lúc đấy thì bạn nào có câu hỏi thì bạn cứ gửi vào phần Q&A nhé. Mình sẽ tổng hợp và mình sẽ mời cả ra mình cùng trả lời các bạn. Dễ. Cái này bạn ấy chọn là manual trigger flow, tức là mình có thể nhấn click một phát thì nó bắt đầu chạy. Và khi chạy thì nó sẽ bắt đầu lấy một cái file ở đâu đấy. Trong trường hợp bạn có một cái thư mục chẳng hạn thì bạn có thể để cái flow là nếu như mình đưa thêm file vào cái thư mục này nó sẽ bắt đầu trigger nên là nó chạy. Thì cái đấy bạn có thể thay đổi đi. Còn trong này khi mà bạn get file content xong thì bạn sẽ đưa thêm một cái action đó là PDF to text. PDF to text cho em, không cần phải create text with ChatGPT đâu. Đây. Thì cái flow này mình nghĩ là không có vấn đề gì, các bạn chịu khó dành thời gian một chút đọc thì sẽ ok thôi. Bạn lưu cái text string này. Ok. Rồi. Mình thấy rất nhiều câu hỏi hay, các bạn đợi chút mình trả lời từng câu một nhé. Đây, cho Đức vài phút. Thôi mình xin phép không giải thích phần này bởi vì nó quá dễ với những người đã từng làm việc với con này và quá khó với các bạn vì các bạn đang chưa có làm một cái sample nào với nó. Còn nếu như các bạn muốn thì mình sẽ record một cái bản khác sau kèm cả tutorial cho các bạn nữa. Có một câu hỏi liên quan đến cái số lượng text các bạn có thể truyền vào ChatGPT. Thực ra số lượng text này các bạn có thể truyền, nó không hẳn là giới hạn đâu. Bởi vì cái concept của con ChatGPT là ngoài cái text bạn truyền vào ấy. Ví dụ như mình đang build một cái con bot về cái số lượng bot phục vụ cho Dataport luôn. Con này thì nó ngoài cái phạm vi của Power Platform mà mình build nó trên một cái app khác.
thì khi mà chúng mình muốn đưa thông tin vào thì chúng mình sẽ đưa cái câu hỏi của học viên này. Nhưng ngoài câu hỏi của học viên thì mình cần cho con chatbot đấy nó biết là các lịch khai giảng của mình, đặc trưng các khóa học của mình, phương pháp đào tạo của mình. Rồi mình cũng yêu cầu nó là nó đang đóng vai một tư vấn viên và nó cần trả lời chính xác, trung thực hay gì đó. Thì đấy là tất cả các yêu cầu mình đưa vào cho nó, bao gồm là cái thông tin học viên hỏi này, các cái thông tin vốn có của Dataport này, cái yêu cầu của nó về cái câu trả lời. Thì mình truyền tất cả các thông tin đấy thông qua API vào cho con chat GPT qua API được. Và để hạn chế cái chi phí thì mình có thể encoding nó trước bằng cái model để mình sẽ truyền toàn bộ cái dữ liệu mà mình đã vectorize rồi, chứ mình không truyền raw data vào đấy. Còn trong trường hợp này thì mình hơi cục mình truyền raw data vì dữ liệu nó ít thôi. Chứ bạn tưởng tượng mình truyền nguyên cả dữ liệu trên toàn bộ dữ liệu trên website của mình vào cho con chat GPT thì mỗi lần mình gọi như thế, đợi đến nó các bác trả tiền thì chắc chết. Nguyễn Thành Tài, khi kết hợp ChatGPT thì vấn đề bảo mật data của doanh nghiệp như thế nào? Thôi câu này để cho chuyên gia của Microsoft trả lời, tôi không trả lời đâu. Nhưng ngoài lề một chút, cái câu hỏi này thì mình nghĩ cái câu hỏi ngoài này thì mình sẽ, trước đây mình làm một số cái dự án mà mình bắt buộc phải đẩy dữ liệu lên trên cloud á. Power BI thực ra nó đã là cloud rồi và cái dữ liệu của các bạn đã nằm trên hạ tầng của Microsoft rồi. Thì khi mà mình muốn đưa nó lên trong cái lần đầu tiên, mình cần phải viết một cái dạng là đánh giá rủi ro bảo mật. Cái đấy thông thường thì nếu doanh nghiệp lớn thì họ sẽ có một cái đội chuyên gia về bảo mật riêng và họ sẽ viết các cái báo cáo pen test các kiểu cho hệ thống. Nhưng mà thường thì thực tế là mình phải viết luôn cho họ. Mình đọc tất cả các white paper liên quan về cái tài liệu đấy, các cái cam kết rồi các cái tài liệu kỹ thuật, xem là cái dữ liệu đấy nó được lưu ở đâu, nó tổ chức như thế nào, có những cái rủi ro nào hay không. Nó được lưu ở các cái lưu trữ đấy nó được mã hóa như thế nào chẳng hạn. Ví dụ như đợt đấy mình làm về Power BI thì mình không nhớ chính xác làm đâu, nếu cần thì mình sẽ gửi lại white paper cho các bạn đọc thêm. Nhưng mà trong đấy thì nó sẽ lưu rất rõ là các cái dữ liệu của bạn sẽ được lưu ở đâu này, trạng thái dữ liệu đấy đã được mã hóa như nào này, cái key của cái mã hóa thì nó lưu ở chỗ nào, kiểu như vậy. Và sau đấy mình gửi một cái đống đấy cho tất cả các phía chuyên gia bảo mật ở đấy, đây là những cái gì tổng hợp được thì anh tự mà đánh giá, chứ còn bây giờ bảo họ là tìm ra cái lỗ hổng của Microsoft hay không thì cũng khó. Ok, thì đây là một vài bước cho cái phần đó. Cái file PDF có vẻ nó nặng nên nó chạy hơi lâu. Mình quay lại cái flow nhé, cho anh cái flow đấy anh giải thích qua cho mọi người một chút. Cái flow đấy là khi bạn ấy trigger cái flow đấy thì nó sẽ list các cái file trong cái folder đấy. Nó sẽ lấy một cái file và nó sẽ get cái content của cái file đấy, các cái metadata các thứ, xong rồi nó đẩy cái file đấy vào trong một cái recognize stack in image từ form PDF. Sau cái bước đấy thì nó sẽ tạo ra một cái item và nó compose một cái text, nó truyền tạm vào cái variable. Bạn ấy mới truyền vào variable thôi. Còn trong cái demo vừa rồi thì chúng mình sẽ lưu cái kết quả text đấy vào trong một cái SharePoint list. Dữ liệu ít mà, lưu tạm SharePoint list cho nhẹ. Đó, thì đấy là một cái flow. Mình có thể export các flow này mình gửi cho các bạn nhé. Mình sẽ cho các bạn cả một cái hướng dẫn để import nó vào trong máy của các bạn nếu muốn. Ok, phần record thực hành này mình sẽ nốt lại và mình sẽ up lên YouTube của Dataport nhé. Mọi người có thể follow giúp mình. Còn chắc cho mình một vài hôm nữa vì thời gian này mình đang bận quá. Ok, rồi. Tạm thế nhỉ. Mang tính giới thiệu và ý tưởng là chính. Còn mọi người sẽ có những cái hình dung và cái ứng dụng riêng. Cho anh xin lại cái slide ấy. Ok, cảm ơn Đức về phần thực hành. Rồi, trước khi sang phần tổng kết thì mình sẽ có một vài cái tổng kết các phần nội dung mình đã trình bày trước đã. Cho anh cái slide xong. Đây là cái slide lúc đầu mình có nói đến đúng không? Chúng ta thì thường kỳ vọng nó như này. Tức là chúng ta có một cái công việc gì đấy cần tự động hóa. Và có những người mình biết làm developer, nguyên tắc của anh là cái gì cứ một ngày chiếm của anh quá 5 phút mà có thể tự động được, anh sẽ tự động nó.
mà mọi người sẽ nghĩ là mọi người put effort vào đây, xong rồi mọi người sẽ mai sau mọi người không cần phải nghĩ đến nó nữa. Trong lúc mà mọi người khác đang nhìn thấy kiểu mọi người đi một con đường nào khác và nhìn nó hơi hài hước một tí, thì có thể là đến một cái thời điểm nào đấy mọi người nghĩ là à thôi, tôi tự động xong, mọi thứ đã xong hết rồi, vui rồi đúng không? Nhưng không, thực tế là có thể nó thảm họa hơn nhiều. Thực tế thì nó sẽ có thể xảy ra cái chuyện này. Thực tế thì nó có thể xảy ra những cái chuyện như này. Tức là, sorry, các vấn đề kỹ thuật. Nó hơi lác lác một xíu. Thực tế nó có thể xảy ra nếu như các bạn triển khai tự động hóa mà các bạn không có plan cho nó, không có mục tiêu cho nó, không có cái đánh giá về việc là à cái công việc này nó tiết kiệm cho mình thực sự là bao nhiêu thời gian, mình cần đầu tư bao nhiêu thời gian và chi phí cho nó. Túm lại là tính toán một cái return on invest cho cái việc tự động hóa của các bạn ấy. Rất có thể là bạn sẽ bị lăn vào việc là thử cái công cụ này một tí, thử cái công cụ kia một tí. Xong rồi cứ mỗi lần bạn thử, bạn làm đến đâu đấy, bạn vướng một xíu, bạn lại chuyển sang một công cụ khác vì bạn nghĩ là công cụ mới nó hiện đại hơn, nó tốt hơn. Hoặc là đơn giản là bạn cứ làm thử xong rồi bạn vướng quá, bạn bỏ cuộc chẳng hạn. Thì có thể là cái thời gian lúc nào nó cũng tăng lên. Hay là cái vấn đề mà mình thấy mà mọi người hay bị gặp nhất, đó là cái kiến trúc nó không đủ tốt. Kiến trúc không đủ tốt trong phần automate thì chưa gặp nhiều lắm, nhưng mà trong phần liên quan đến data analytics thì mình gặp rất nhiều. Các doanh nghiệp mà triển khai Power BI theo hướng là tự phát ấy, tức là từ các phòng ban các thứ các bạn ấy làm ở trong giai đoạn đầu thì rất là ok. Tức là mỗi phòng ban làm nên các báo cáo Power BI các thứ rất ổn. Nhưng mà khi mà bắt đầu ghép báo cáo Power BI giữa các phòng ban với nhau thì cái kiến trúc nó không đủ tốt, là mỗi phòng ban lại làm theo một kiểu. Hoặc là thậm chí là khi end user, tức là sếp của các bạn dùng cái báo cáo thì thấy quen rồi, bắt đầu thấy có thêm nhu cầu các thứ, mọi người cứ ép dữ liệu vào theo kiểu bất chấp. Và mình từng nhìn những cái file Power BI nó có khoảng 20 bảng dữ liệu, nhưng mà mỗi bảng nó là ARIES của các bảng khác, xong RE and SHIFT gần như là không thể kiểm soát được, dẫn đến việc là mình còn phải xóa toàn bộ cái đấy đi làm lại, còn nhanh hơn là sửa nó. Thì cái việc đấy nó xảy ra theo kiểu là bạn đầu tư thời gian vào làm nó, nhưng bạn làm nó không đủ tốt hoặc là không đủ cái kiến trúc đủ tốt, thế là bạn tốn nhiều thời gian để sửa và duy trì nó nhiều hơn cái thời gian bạn tiết kiệm được, thì nó sẽ hình thành cái này. Thế thì một cái cuộc sống lý tưởng nó sẽ nên là như nào, hoặc là mình nên hướng đến điều gì? Cái mà mình nghĩ là mọi người nên hướng đến, nên cân nhắc, đó là việc automate từng phần một, và hãy hướng đến việc cái output của nó một cách rõ ràng. Ví dụ như mình thấy một cái công việc nào đấy, mình nhận ra một cái cơ hội có thể tự động hóa nó, có thể làm nó tốt hơn, thì mình làm nó đã và đảm bảo được deliver nó đi. Deliver nó rồi thì mọi người sẽ có thể là có dư thêm thời gian. Ví dụ ngày xưa mình khoảng 30% công việc của mình là rất là thủ công, mình tự động xong phần đấy, mình dư mỗi ngày 30% thời gian mình học, mình đọc, mình làm cái gì không ai quản mình cả, bởi vì cái thời gian đấy đúng vốn ban đầu đã được xét là mình làm những công việc đấy. Những công việc đấy có thể nó tự bắt đầu từ những việc như kiểu hàng ngày mình phải gửi một email cho khách hàng, thế là mình làm một cái automate flow là cứ đến giờ đấy nó extract dữ liệu, nó gửi một phần cho khách hàng, thế là xong. Thì mình có những cái output đấy, mình tiết kiệm được thời gian, mình sẽ chứng minh được cái việc đấy nó hiệu quả này, mình có thêm thời gian để mình học thêm, mình đọc thêm, mình làm thêm những thứ khác. Trong khoảng 3 năm đầu tiên khi bắt đầu đi làm thì mình bắt đầu bày ra mấy cái trò automate các thứ bằng code, bằng các cái script nhỏ nhỏ thôi. Thì về sau mình nôi cả các đồng nghiệp của mình vào thời điểm đấy làm cùng. Như là kiểu bình thường mọi người hay chờ IT xuất cho cái file dữ liệu từ SQL ra, thì mình bảo thôi IT cho em xin cái quyền xuất cái đấy đi. Thế là IT cho xong mình viết thường xuyên rồi thì mình bắt đầu gửi cho đồng nghiệp mà. Thôi anh chị đợi IT làm gì, anh chị lấy luôn cái này, anh chị chạy đi. Thế là xong là cuối cùng là mọi người chả chạy cái đấy mà toàn script nó chạy. Thì khi mọi người buy in được những người khác vào ấy, thì những người khác sẽ có thể hỗ trợ mọi người thêm trong cái vấn đề đấy. Trong một cái khoảng thời gian sau đấy, khi mình làm thường xuyên cái việc đó, thì mình bắt đầu trở thành kiểu Hoàng ơi, hỗ trợ chị tự động cái này được không? Mấy cái việc kia đưa đây chị làm hộ cho. Đó. Hoặc là chị, mọi người có thể sắn tay vào làm, hoặc là mọi người có thể support các bạn để làm cái việc đó. Thì tốt nhất đó nên là có một hoặc một vài người dẫn dắt cái việc này. Họ tạo ra các cái công cụ, họ tự động hóa nó, họ chuyển giao cho những người khác, và họ lại dành thời gian họ tiếp tục khai phá và phát triển những cái mới. Và cái này nó là những cái vòng lặp, nó sẽ lặp đi lặp lại, chứ nó không phải là một cái quick win theo kiểu
tôi làm một phát xong tôi sẽ ngồi chơi cả năm. Thực ra nó không thế được bởi vì hoạt động kinh doanh của mình thay đổi rất là thường xuyên. Cái lý do các bạn sử dụng Automate thì bởi vì hay là Power BI cũng thế, nó hướng dần về self service bởi vì các hoạt động kinh doanh của mình nó thay đổi quá nhanh và quá thường xuyên. Các cái công cụ kiểu build sẵn và nó cứng, nó không còn đáp ứng được nhu cầu của mình nữa. Chứ còn nếu như mà tất cả các use case nó đều cố định theo cả năm cả tháng thì cái phần đấy phía IT làm tốt hơn các bạn. Các bạn là người hiểu rõ cái việc nghiệp vụ rồi hiểu rõ những cái cơ hội để tự động hóa nó và những cái cơ hội để nó không quá to để mà phải thuê một đội ở bên ngoài. Bạn không đủ chi phí đầu tư vào đấy thì Automate nó phù hợp cho việc này. Ok. Đấy là một vài cái ý tưởng của mình. Còn sau đây thì sẽ là phần Q&A. Ok, chắc là nhờ ra có thể cùng mình trả lời các câu hỏi này. Trong lúc đấy thì chắc có một vài các bạn đang chat ở trên liên quan đến cơ chế phí của Power BI với cả các bạn đang bảo là cái chi phí đấy dùng nó tốn thì quan điểm của Gia như thế nào? Nếu mà vào cái câu chuyện tốn thì khó nói lắm, muôn vàn lắm. Nếu là nó tùy thuộc vào mức độ invest như thế nào thôi. Thật ra là tuần trước thôi, từ Microsoft nó có một cái câu nói về phần like tiền cho Power Platform là bây giờ bạn không cần phải trả tiền cho từng app, mà đối với Power Platform thì bạn có thể mua một license và có unlimited app. Thì liệu cái invest đấy, cái đầu tư đấy thì nó có được gọi là tốn hay không? Nếu doanh nghiệp của bạn có một cái ứng dụng, một cái báo cáo mà chỉ có một cái license thì tất nhiên là nó sẽ là một cái invest lớn. Tuy nhiên là nếu mà giả sử là nó có 20 app, 30 app, 100 app và có rất nhiều report thì mà cái chi phí nó cũng chỉ nhân lên theo một cái cấp độ thấp dần dần nhỏ hơn thì cái mức độ đầu tư đấy thì được có tính là hiệu quả hay không thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố, kể cả là về phần mình đầu tư đầu tư về developer, các cái bạn viết code rồi viết app rồi, hoặc là cái việc trong quá trình mà mình như anh Hoàng có chia sẻ là trong cái quá trình mà mình quản lý các cái ứng dụng hay những cái bảng báo cáo đấy nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần chi phí của mình, gọi là có tốn hay không. Ok, cảm ơn. Tức là câu chuyện ở đây đó là các bạn tận dụng nó như thế nào, các cái chi phí các bạn tiết kiệm được hay các sản phẩm mới bạn tạo ra thông qua việc sử dụng các cái nền tảng đấy như thế nào, thay vì các bạn là phải tự code hoặc tự làm mới nó thì các bạn có thể tạo ra nó và sử dụng nó một cách nhanh gọn hơn. Thì đắt hay rẻ nó phụ thuộc, mình nghĩ là phụ thuộc vào phía các bạn một phần nữa. Ví dụ như các bạn tận dụng được nó nhiều hơn, hay là bản thân Microsoft cũng luôn support về cộng đồng, về các cái hoạt động đào tạo. Những cái buổi như thế này thực ra nó là các buổi mà Microsoft đâu có thu được chi phí, thu được lợi nhuận gì đâu, mà nhưng mà đang là support để các bạn có thể tận dụng tối đa các cái giá trị mà doanh nghiệp đã chi, đã đầu tư. Hoặc là sau này nếu như mình có nhận thấy cái việc đầu tư này nó là một cái có lời thì mình sẽ bắt đầu có thể đầu tư cho nó. Ok. Rồi chắc là mình sang phần Q&A nhỉ. Builder có hỗ trợ nhận dạng chữ tiếng Việt không? Thì phần này chắc trong quá trình thử thì các bạn cũng có thể thấy rồi. Bây giờ support language là vẫn chưa có tiếng Việt đúng không Danh? Officially support language thì chưa có tiếng Việt. Thì trong quá trình mình làm thì một số tách tiếng Việt nó nhận được, một số thì nó sẽ nhận là nó không có dấu. Thì cái này mình hy vọng là trong tương lai nó sẽ được cập nhật tốt hơn. AI Builder này có tính tiền phí hay không và đi kèm License Office và không tính phí? AI Builder này sẽ có tính phí. Không biết có nhiều câu hỏi về License không nhỉ? Thì để mình sẽ share luôn một số các cái thông tin liên quan đến License của AI Builder. Ok. Thế chắc mình để phần License xuống dưới một chút nữa nhé. Mình sẽ đi nhanh các câu hỏi của các bạn khác một chút. Hóa đơn viết tay thôi, hóa đơn viết tay thì chắc ca này mình cũng phải để sau. Bây giờ chắc tương lai sắp tới hóa đơn cũng phải điện tử hết rồi đúng không? Thì khi mình sẽ định hướng, mình nghĩ là hóa đơn điện tử, định hướng là sẽ phải về hóa đơn điện tử thôi. Còn hóa đơn viết tay theo mình nghĩ thì tương lai xa xa một chút các công cụ AI mới xử lý được. Ok. Automate vừa captcha
Cái này thì phụ thuộc vào từng use case một, chắc mình cũng sẽ xin phép để xong chút. Trong một số trường hợp thì mình test thử là nó có thể làm được, nhưng mà phụ thuộc vào captcha cụ thể của bạn. Câu số 5 là có cách nào hệ thống tự động scan được laser? Cái này cũng liên quan đến use case, chắc là mình sẽ cần thêm thông tin để trả lời các bạn. Thì mình sẽ skip sang câu sau nhé. Ok. Câu 6 chắc là mình trả lời luôn. Là nếu mail có mail chuyên nhận hóa đơn điện tử từ đối tác, mình có thể tự động lấy hóa đơn điện tử từ mail thay vì phải tải xuống lưu vào folder. Cái này thì phần thực hành mình vừa trả lời rồi. Câu 7 này, AI Builder tài khoản Basic có sử dụng được không? Chắc lát nữa mình sẽ gom vào một phần cho license nhá. Có khoảng bao nhiêu trang? Ok. À, ok. Có làm được AI Builder trong bản Power Automate Desktop hay không? Phần này thì AI Builder, cái Power Automate Desktop với Power Automate Cloud nó link được với nhau. Về cơ bản thì bạn không có trên model trên Automate Desktop, nhưng bạn có thể link nó, gọi các cái model đã trên ở trên kia xuống, hoặc là đẩy dữ liệu từ dưới lên để chạy. Cái này tùy tình huống sử dụng của bạn thôi. Một câu nữa về Nixon để sau này. File GPT có hạn chế số lượng text với file PDF quá nhiều trang. Thì đơn giản bạn cắt nó ra thôi nếu cần. Mình có từng làm mấy cái flow mà cắt các cái file PDF nhỏ ra để gửi cho nhiều bên khác nhau, thì bạn sẽ xử lý như thế. Ok. Đây, câu này thì sao? ChatGPT thì vấn đề bảo mật của data của doanh nghiệp như thế nào? Mọi người sẽ cần phải làm rõ một chút xíu cái ChatGPT ở trong đang sử dụng ở trong môi trường của Microsoft. Thật ra nó là chạy trên nền tảng Azure OpenAI. Chứ nó không phải là chạy trên OpenAI, mà cái ChatGPT, mà cái gọi là cái ứng dụng bên ngoài mà mọi người mà rất là nổi tiếng, mà đợt trước mọi người sẽ login vào tài khoản để chat ấy. Tất cả những cái công nghệ mà đang sử dụng mà chạy trên tenant của Microsoft mà được tích hợp vào thì nó sẽ có một cái nền tảng phía dưới lúc nào là gọi là Azure OpenAI, và để mà được sử dụng ở trên tích hợp vào trong cái Azure OpenAI thì nó sẽ tuân thủ theo một số các theo các cái quy định về security nhất định trong tenant của Microsoft rồi. Có nghĩa là nó sẽ comply với cả tất cả như user hay security ở trong cái tenant đó. Ví dụ như là trong tenant của khách hàng có những cái quy định nào bảo mật data, dữ liệu đang như thế nào, thì cái Azure OpenAI nó sẽ strict hơn, nó sẽ phải follow theo cái đấy. Và Azure, chính vì thế nên là Azure OpenAI thường là nó sẽ hay đi sau công nghệ của OpenAI một chút xíu, bởi vì là nó sẽ có strict hơn, nó sẽ thắt chặt hơn những cái liên quan đến dành cho đối tượng doanh nghiệp. Yeah. Về phần này thì như có chia sẻ thì các bạn có thể đọc thêm white paper. Microsoft công bố rất là đầy đủ chi tiết tất cả các cái dữ liệu của bạn được lưu trữ, xử lý ra sao, ở đâu, như thế nào. Và phần đấy cũng cần nếu như các bạn là người dẫn dắt các cái hoạt động này ở doanh nghiệp. Ok. Ok, thế thì chắc là mình sẽ đi qua cái phần license một chút xíu nhé. Rồi, mọi người sẽ thường hỏi các câu hỏi liên quan là AI Builder có tốn tiền sử dụng hay không, và chi phí như thế nào, và nó có nằm trong Office Legend hay không. Thì câu trả lời đây là nó sẽ có và không, có nghĩa là nếu mà để sử dụng thì chắc chắn là mọi người sẽ cần phải mua license và có những cái loại license liên quan. Office License thì sẽ không có, mà nó sẽ nằm trong một số các cái loại license khác nhau. Đầu tiên là cái cách tính giá của AI Builder. Thì ví dụ như mọi người sẽ nhìn thấy là AI Builder nó sẽ được dựa trên cơ chế là credit, có nghĩa là đối với mỗi hoạt động capability, ví dụ như là processing, xử lý giấy tờ, dự đoán rồi xử lý hóa đơn, thì nó sẽ tùy thuộc cái hành động của mình ở đây để nó trả cái credit tương ứng. Và cái credit này làm thế nào để mình có, thì nó sẽ có hai loại. Một loại là mình sẽ mua một cái gói bucket là gói credit. Nó sẽ bao gồm như kiểu là cho mình 2.000 credit để mình sử dụng, 20.000 credit, 40.000 credit để mình sử dụng. Hoặc là nó sẽ có một số các số lượng credit nhất định, nhưng mà nó sẽ chỉ nằm trong các cái license như là Power App, Power Automate, trong bộ Power Platform thôi. Còn đối với đối với Office thì hiện tại là sẽ không có AI Builder. Sẽ không có AI Builder. Nhưng mà mọi người có thể thử tại trial thử 30 ngày, hoặc là thử đối với một số các cái chức năng preview, hay là để thử. Hiện tại là mọi người có thể hoàn toàn open để thử được các cái chức năng này. Đấy, ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là số lượng
các cái credit mà mình sẽ được có khi mà mình có cái, đây là những cái license. Nếu mà mình mua cái license page này thì nó sẽ tương ứng là đi theo bao nhiêu credit đi cùng của AI Builder ở trong cái license này. Còn lại nếu mà hồi nãy có một số bạn hỏi về basic hay là office ấy, thì sẽ không có credit của AI Builder ở đây. Có câu hỏi gì về license không ạ? Trial thì thật ra là để lắm, nhưng mà mình sẽ chạy test được một số các credit. Hầu như là nếu mà để chạy review và test các cái chức năng thì mình đều có thể test được. Tuy nhiên là nếu mà để chạy trong production thì cái này chắc là sẽ cần phải check, bởi vì cái credit nó sẽ thay đổi theo thời gian ấy, thời gian thực này thì nó sẽ có từng ngày, nhưng mà có thể là về sau nó sẽ thay đổi policy là sẽ cấp theo credit khác. Ok, service credit thì mọi người đã hiểu về cơ chế là mỗi activity, mỗi cái khi mà mình sử dụng là nó sẽ tiêu dùng một số lượng service credit rồi, đúng không ạ? Thì cái gói bên cạnh cái việc là license, nếu mà đi theo cái service credit đi theo những cái license page thì nó sẽ có một cái gói gọi là add-on capacity ở đây, là cái mà hồi nãy mình có mention là mọi người có thể mua theo package. Có nghĩa là một cái pack này thì sẽ có 1 triệu service credit khi mà khách hàng họ muốn mua và sử dụng cái service credit này. Thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy theo giá hiện tại, thời điểm hiện tại nha. Thì có nghĩa là mình sẽ mua thêm một pack kit. Ví dụ như ở đây một pack kit, ở đây sẽ là 1 triệu service credit. Thì tùy thuộc vào cái dung lượng sử dụng của mình. Ví dụ như mình có thể tính toán xem là tháng, một tháng trung bình mình xử lý bao nhiêu đơn, bao nhiêu giấy tờ, từ đấy nhân lên bao nhiêu trang, bao nhiêu credit mình sẽ cần phải sử dụng, estimate để mình mua được cái số lượng capacity add-on hợp lý. Hiện tại thì đây là cái vừa gọi là phương án offer duy nhất của Microsoft cho AI capacity add-on. Tuy nhiên là đấy, thì nên là mọi người có thể suy nghĩ thêm về phương án là nếu mà mọi người bình thường ấy, AI Builder mọi người sử dụng, chẳng có ai gọi là chỉ mua mỗi AI Builder đúng không? Bình thường mọi người cũng sẽ phải mua License Power Automate hoặc là Power App, bởi vì là mình sẽ tích hợp cái AI Builder đấy với quy trình tự động hóa của mình hoặc là với quả app của mình nữa. Thì nó sẽ tương tự ở đây. Ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy là đối với các cái loại License Per App hay Per User ở đây thì nó sẽ đi theo Service Credit nhất định. Thì tùy thuộc là mình sẽ cân đối cái chi phí của mình. Mình tính xem là cái dung lượng mà mình sử dụng như thế nào. Ví dụ như per app ở đây $250, nếu mà mình chỉ cần sử dụng 5.000 hay là thế nào đấy, thì thay vì là mua một cái pack $500 thì mình có thể tính theo mua theo power per app, per user hoặc là per app. Nhỏ hơn thì hiện tại chưa có. Và cũng sẽ số credit còn thừa dùng tháng này thì cũng không được cộng dồn vào tháng sau đâu. Ok, đấy là câu hỏi của một bạn về service credit là gì và quy ra tiền thì như thế nào. Thì đấy, mình có một số cách để các bạn có được service credit. Đầu tiên là các bạn có thể mua các cái license sẽ được tặng kèm service credit tương ứng với license đấy, hoặc là các bạn mua theo pack. Và như Gia có chia sẻ thì cái pack đấy là sẽ cho toàn tenant nhé, tức là toàn doanh nghiệp của mình, mọi người thể share nhau để dùng. Thì nếu mà có một phương án là nếu dư nhiều quá thì gạ các phòng ban khác, training cho người khác và build nhiều flow lên. Đó. Ok, còn với trường hợp các anh chị, các bạn nào test thì mình có thể tạo các cái developer tenant. Như mình thì mình không nhớ chính xác là mình được cấp bao nhiêu đâu, nhưng một vài cái developer tenant bên mình thì mình chạy cũng nhiều nhiều đấy mà chưa thấy nó hết. Nhưng mà về mặt legal là cái đấy chỉ dành cho môi trường test thôi nha, nó sẽ không được chạy trong môi trường production đâu. À, có một câu hỏi mà cũng vừa phát sinh, đó là OpenAI service nó cũng tính phí, và tức là tính phí cho query của ChatGPT. Thì khi mình từ Power App mình gọi lên ChatGPT, nó có bị tính phí không? Nếu mà mình dùng cái ChatGPT model ở trong AI Builder thì nó sẽ tính theo trong AI Builder model. Và nó sẽ không tính phí ở đầu của ChatGPT nữa. Không. Còn nếu mà trừ khi mình gọi thẳng API đến Azure OpenAI thì nó sẽ tính theo chi phí của Azure OpenAI. À, ok, cảm ơn Gia. Nhưng mà cái đấy là vẫn đang preview, cũng chưa có chính sách giá cuối cùng đúng không? Preview thì chưa, hiện tại chức năng preview này thì chưa có chính sách giá cuối cùng. Tuy nhiên là nếu mà theo đúng logic của các feature thì nó sẽ, nếu mà là mình gọi từ đầu AI Builder thì nó sẽ tính dựa trên AI Builder. Sau này AI Builder chắc chắn là nó cũng sẽ có một cái quy chiếu về số lượng character và số lượng credit consumption.
Của bạn Trinh có câu hỏi về cái hoạt động này thì MS Basic ở đây bạn Trinh nói không biết là Office à? M365 đúng không ạ? Còn cái credit ở này thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là cái này nó là đi theo activity, ví dụ giống như hồi nãy trong quy trình mà anh Hoàng có trình bày ấy, lúc mà mình có hóa đơn, mình gửi hóa đơn về email xong rồi cái AI Builder của mình nó đọc một cái tờ hóa đơn thì đấy có nghĩa là nó là một trang. Ở trong này mọi người sẽ nhìn thấy là cái giả sử như là document form processing thì ở đây nó sẽ là $100 credit cho một trang. Đấy là cách mà mình sẽ tính cái license ở đây. Còn M365 thì nó sẽ không có AI Builder đâu ạ. Nó sẽ chỉ trong cái bộ gói đấy thì nó sẽ bao gồm các cái bộ sản phẩm khác ở trong Microsoft. Chắc là từ phía người dùng thì mình làm rõ hơn một chút. Tức là bạn Trinh có thể hình dung là AI Builder nó một cái sản phẩm riêng chứ nó không phải là bán kèm với Office 365 này. Cái thứ hai, kể cả Power App hay là Power Automate cũng thế. Cái thứ hai là cái chi phí này, bởi vì ví dụ như mỗi lần bạn gọi các cái service thì server nó cũng sẽ tính các cái chi phí đấy. Tức là nếu mà bạn mua trọn gói thì sẽ rất khó để cân đối giữa việc là những người dùng nhiều và những người dùng rất ít. Nên việc tính chi phí theo cái số lượng process các bạn sử dụng. Thì cái này nó cũng là cái chuẩn chung của hầu hết các cái software service mà phục vụ cho automation. Ví dụ các bạn có thể sử dụng các cái nền tảng khác tương tự như Zapier hay là Make hay là các cái nền tảng khác thì nó cũng sẽ trừ theo kiểu này. Bạn mua package theo từng kỳ, sau này nó sẽ trừ các activity của bạn trên đấy. Kể cả các activity, ví dụ bạn chỉ cần gọi một cái API thôi là trừ activity trên đấy rồi. Ok. Có một số câu hỏi. Một là cái type preview với cả custom ấy thì preview nghĩa là mình chỉ kéo thả vào theo cái option mà trên cái model nó đưa sẵn rồi. Custom là mình thay đổi. Nào thế nào nhỉ? Bây giờ ví dụ như là đi hai cái giữa preview và custom, đi thẳng vào cái business card reader. Nếu mà nó đã là preview, có nghĩa là mình không cần phải đụng gì, mình không cần phải xây dựng, mình không cần phải đào tạo đúng không? Bình thường trí tuệ nhân tạo là mình sẽ có một cái bước là để đào tạo để cho nó tốt hơn, nó thông minh hơn. Thì đối với những cái preview là những cái mà đã được Microsoft đào tạo rồi và thật ra là nó fix rồi. Mình không đào tạo thêm nó được nữa. Như kiểu business card reader là cứ cho mình không training, gọi là nó training dạy nó được thêm, mà cứ nhét card vào là nó sẽ tự động detect xem là chỗ nào tên, kể cả là bất kỳ card như thế nào thì nó đều đọc được tên, để đọc được cái title và số điện thoại chẳng hạn. Còn ví dụ như document processing là nó rất là chung, bởi vì nó mình có rất là nhiều loại document. Ví dụ như mình có hóa đơn riêng, mình có hợp đồng riêng, mình có kể cả là các cái ghi chú của mình mà nó hay là trong một công ty hoặc trong một phòng ban mình có những cái template nhất định ấy, thì những cái đấy là gọi là sẽ được nằm trong gọi là custom, bởi vì là mình sẽ dạy nó riêng. Bảo là bây giờ mình đang muốn xây dựng một cái model để chỉ đọc những cái ghi chú này thôi, để document processing những cái ghi chú đấy thôi, thì cái đấy nó sẽ được gọi là custom. Có nghĩa là mình có thể dạy nó, mình dạy nó và đào tạo nó cái trí tuệ nhân tạo đấy hơn. Còn preview thì hầu như là mình sẽ không thay đổi, mình không dạy được, nó sẽ ở cái level đấy, nó sẽ sẵn để dùng như vậy. Tức là ví dụ mình quan tâm một cái là cái text analysis để làm cái sentiment analysis, ví dụ như là một cái bài post trên Facebook mà được rất nhiều comment và mình muốn xem là cái độ tích cực, cái tiêu cực của nó ấy, thì là mình sẽ phải đưa hết cái text ở trên đấy để đưa vào trong model để nó đọc. Đúng rồi, nó sẽ mình cái input vào lúc nào cũng sẽ là cái đầu vào, lúc nào là mình sẽ cần phải đào tạo và train nó để nó đọc như thế nào là positive, negative, rồi nó sẽ có một số các cái. Đúng rồi. Ok, có anh chị nào có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Vừa nãy mình có thấy một cái câu hỏi là có đọc được ảnh capture của Excel hay không, thì có. Cái đấy thì nó quá đơn giản rồi, miễn là cái độ phân giải tương đối ổn một chút là được. Ok. Bạn Phương có một câu hỏi là muốn đăng nhập vào Power Automate sử dụng được tất cả các tính năng trong đó thì mình sẽ phải đăng nhập bằng tài khoản của doanh nghiệp hay là tài khoản Outlook cá nhân? Cái này thì chắc phải tài khoản doanh nghiệp rồi. Outlook cá nhân thì vẫn có thể đăng nhập được Automate, nhưng mà nó không có một số cái function quan trọng như là các bạn export các cái flow đấy thì hoặc là chia sẻ cho người khác.
nó chỉ đăng nhập và nó sử dụng một số tính năng rất là limit thôi. Còn chi tiết về cái này thì chắc là Gia có thể chia sẻ thêm được không? Cái này thật ra nó sẽ quy về license thôi, kể cả là Outlook cá nhân hay là Outlook doanh nghiệp thì chủ yếu là bạn có license gì. Không ai mua Enterprise license cho Outlook cá nhân được cả, mà các bạn phải ký hợp đồng rồi các bạn phải mua cho cả doanh nghiệp cơ. Ok, nếu không có gì thì chúng mình kết thúc ở đây nhé. Ok, cảm ơn Gia, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn trong các cái sự kiện tiếp theo.